Chương 1980, Thu Thiên Đạo Ngọc. Sau một phen thân mật, Lăng Hàn mới cùng nữ hoàng ra khỏi hắc tháp, kỳ thật lúc này có thiên phượng thần nữ trộn lẫn một cước, trong đó hoang đường và hương diễm không phải người ngoài hiểu được, dù sao có thể làm chân của Lăng Hàn mềm nhũn là được. Ra khỏi hắc tháp, chỉ thấy cái kia động quật lại còn không có có mở cửa, lại để cho Lăng Hàn không khỏi có chút chột dạ. Yên tâm, ta cũng không thừa cơ đoạt bảo. Nhu yêu nữ thở phì phì, tuy nhìn nữ hoàng uy nghiêm nhưng bộ dạng mỹ hoặc kinh người liền biết rõ nàng vừa làm chuyện tốt với lăng hàn điểm này làm nàng xấu hổ các ngươi không biết còn có một người khác ở đây sao tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác gần ngay găng tắc không biết xấu hổ sao lăng hàn mỉm cười cho dù nhu yêu nữ muốn đoạt bảo cũng không làm được bởi vì thiên đạo ngọc trải qua thổ chi bản nguyên rèn luyện trăm triệu năm mới diễn hóa thành căn bản không phải một tứ chảm có thể thu phải như từ hà băng vân lạc trường phong có được thủ đoạn tiên vương bằng không sẽ chịu chết Lăng Hàn chắc chắn sẽ không nói, hắn chỉ nhìn hang động, thầm nghĩ lúc này mới triền miên với nữ hoàng hơn một ngày nhưng lại có cảm giác như thời gian rất dài. Quả nhiên, trong lòng có lo lắng không thả xuống được. Nhìn bộ dạng thất thần của hắn, như yêu nữ tức giận muốn nổ tung, đây quả thực là ô nhục lớn nhất đời nàng. Thời điểm ở chung với nàng lại thất thần, chẳng lẽ hắn nghĩ tới nữ nhân khác? Người có thể chịu sao? Dù sao nàng không thể chịu được. Lại qua một ngày, rốt cuộc động quật cũng mở ra, tảng đá hòa tan một cách thần kỳ, hiện tại có thể tiến vào thông đạo. Thiên đạo Ngọc là thổ chi bản nguyên biến thành, có được năng lực như vậy là bình thường. Trong ngày hôm nay, lang Hàn làm chút chuyện, ví dụ như vơ vét không gian thần khí còn sót lại của tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong, bên trong có không ít thứ tốt, quả nhiên truyền nhân thế lực tiên vương tài đại khí thô. Nữ hoàng và nhu yêu nữ bị lưu ở bên ngoài, các nàng không phải ải nhân tộc, lại không có thủ đoạn tiên vương, không có khả năng đối kháng quy tắc chi lực của thiên đạo Ngọc, dễ dàng hóa đạo. Lăng Hàn dùng cửu thiên hỏa bảo hộ, nơi đây hỏa nguyên rồi rào, hơn nữa hắn lại tu dịch hỏa thuật, có thể phóng suốt huy lực của cửu thiên hỏa lên rất nhiều. Trong động quật cũng không âm u, từng khối thạch nhũ tỏa ra hào quang nhu hòa, cả động cũng không lớn, nó chỉ dài chừng nửa dặm mà thôi, đi lên phía trước là tận cùng. Nơi này có một tảng đá trôi nổi ở trước mặt, phía trên còn có hai tiểu hoa nhi, bộ dạng lớn chừng mấy tháng, cũng không khóc cũng không náo, phát hiện Lăng Hàn tiến vào, lúc này dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn Lăng Hàn biết rõ đây là do thiên đạo Ngọc ẩn dưỡng sinh ra tiểu ải nhân, trong lòng của hắn lại cảm thán, cuối cùng ải nhân tộc không bị diệt sạch. Hắn ôm hai tiểu oa nhi sau đó vung tay, hắn thả toàn bộ thi thể ải nhân trong hắc tháp ra ngoài. Đây là nơi tất cả ải nhân an nghỉ. Sau khi làm xong tất cả hắn liền đi ra ngoài, hắn nhìn về phía trước, chỗ đó có một bệ đá lớn chừng một trượng, phía trên có một viên bảo châu đang tỏa ra hào quang nhu hòa. Nhìn kỹ phát hiện bảo châu là ngọc thạch điêu khắc thành, nhưng không nhìn ra dấu vết điêu khắc hẳn là tự nhiên hình thành, là lực lượng tạo hóa của thiên địa. Thiên đạo ngọc, tiểu tháp mở miệng, rõ ràng có một tia run rẩy. Trên đời này, số lượng thiên đạo ngọc ít đến thương cảm, bình thường cần một kỷ nguyên mới có thể ẩn dưỡng sinh ra một khối. Kỳ thật, từ thiên đạo nguyên thạch tới thiên đạo ngọc, quá trình này cần mấy trăm tỷ năm, từ thiên đạo nguyên thạch hình thành cần thời gian rất dài, tính toán ra thiên đạo ngọc sinh ra cần thời gian quá dài. Lang Hàn nói, tiên vương vốn ít như lông phượng sừng lân, về sau số lượng nhiều không hợp thói thường chắc có vài viên thiên đạo ngọc nằm trong tiên vương đại giáo tiểu tháp do dự nói cũng không phải là không có khả năng tiên vương hoàn toàn không bị tuổi thọ hạn chế đừng nói một kỳ nguyên cho dù là một trăm một ngàn kỳ nguyên đều có thể sống sót sinh mạng dài như thế đạt được hơn một viên thiên đạo ngọc cũng không khó lý giải đây là nội tình của đại giáo tiểu tháp lại nói ví dụ như côn bằng cung nơi cũng hiểu côn bằng cung không ít lang hàn hỏi tiểu tháp hơi trầm ngâm nói nói tới chúng ta có một ít sâu xa với côn bằng cung đấy cái gì lăng hàn cả kinh trong nội tâm xuất hiện ý niệm trong đầu hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên nói như vậy cung chủ tiền nhiệm của côn bằng cung vẫn lạc tại đại lục hằng thiên cũng không phải trùng hợp ha ha trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế tiểu tháp lúc này không có dấu diếm dường như cũng muốn lăng hàn biết rõ một ít bí mật côn bằng cung là thế lực gì lăng hàn hiếu kỳ tiên vương cửu trọng Tiểu tháp ngưng trọng nói ra, Lăng Hàn cảm thấy máu huyết trong người sôi sục, nhưng lúc này cao mày. Cung chủ tiền nhiệm của côn bằng cung đã vẫn lạc, còn có một, tiểu tháp cười nói, chính là lão yêu bà mà ngươi nói. Lăng Hàn suýt nữa phun ra, là lão bà bà cầm quải trưởng. Dựa vào, đó là tiên vương cửu trọng, khó trách hò hét châu bò như thế. Chờ chút, Lăng Hàn vội vàng nói, tại sao lão yêu bà không phát hiện sự tồn tại của ngươi? Hơn nữa, vì cái gì ngươi không quen biết bà ta? bằng không hắn cũng không cần tách ra khỏi phụ mẫu, thê tử và nhi tử của mình lâu như thế. Tiểu tháp ung dung nói, đầu tiên, chỉ cần ngươi không cầm hắc tháp sử dụng trước mặt tiên vương, đó cũng không phải thứ tiên vương cửu trọng có khả năng phát hiện. Thứ hai, ngoại trừ bản thân mình ra, không có người nào có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thứ ba, người đi tiên vực sớm sẽ bất lợi cho sự phát triển của ngươi. Thiên tôn chi lộ phải bắt đầu từ tiểu thế giới. lang Hàn lập tức nói, thiên tôn trong lời ngươi nói là ai? Tiểu tháp đã nói nhất mạch của bọn họ có sâu xa với côn bằng cung, như vậy thực lực của thiên tôn khẳng định đủ mạnh, nếu không làm sao có thể xuất hiện chung với tiên vương cửu trọng. Tiên vương cửu trọng, một bước lên trời, đây là nói đùa sao. Tiểu tháp lại trầm mặc, qua một lúc mới nói, ít hiếu kỳ, nhanh chóng thu thiên đạo ngọc, muốn biết thêm nhiều việc, thứ nhất, người phải tiến lên ngũ trảm, thứ hai, mau chóng tăng tu vi. Thực lực của ngươi hiện tại, biết rõ quá nhiều bí mật chỉ đi tìm chết mà thôi. Dựa vào, người là tháp ngạo kiều, chương 1981, ai mang số ai thượng. Lăng Hàn nhìn phía trước, nhìn thấy thiên đạo ngọc phủ kín phù văn đại đạo quy tắc, chữ ải nhân tộc cùng xuất hiện với nó ra, các sinh linh khác đi tới nơi này đều bị đại đạo quy tắc nghiền nát. Nhưng Lăng Hàn thiêu đốt cửu thiên hỏa đủ sức đối kháng. Đây chính là thiên địa bổn nguyên, nghiêm khắc mà nói thiên đạo ngọc đã không phải là thiên địa bổn nguyên, nó là một kiện đồ vật diễn hóa ra từ thiên địa bổn nguyên, đã biến thành vật khác. Tiểu tháp đã từng nói qua, Mỗi một chủng thuộc tính thiên địa bổn nguyên chỉ có 9 loại mà thôi, ví dụ như 9 đại tổ hỏa, trước khi một đạo tổ hỏa biến mất, sẽ không có tổ hỏa nào khác sinh ra. Nhưng thiên đạo ngọc thì khác, nó có thể có rất nhiều khối, bởi vì nó không phải thiên địa bổn nguyên. Luyện hóa thiên đạo ngọc không có khả năng hình thành thổ chi bản nguyên trong người, chỉ có thể đền bù khuyết điểm trên đường tu luyện, cũng giúp hoàng giả hoàn mỹ vô khuyết đi thông con đường dễ giả vô thượng. Tuy con đường này quá khó khăn và dễ chết, lang Hàn đi nhanh về phía trước vào lúc hắn tiếp cận, thiên đạo ngọc sáng lên, hào quang hừng hực như mặt trời, quy tắc chấn động càng mạnh, dường như muốn gạt bỏ Lăng Hàn. Đáng tiếc quy tắc chi lực đã thoát ly cấp độ cảnh giới, Lăng Hàn hoàn toàn có thể bằng vào cửu thiên hỏa đối kháng với nó, dùng bản chất mà nói, tất cả mọi người là thiên địa bổn nguyên, cũng không ai thua ai. Hơn nữa một đạo cửu thiên hỏa không đủ thì hắn còn có huyền âm mẫu thủy đấy. Lăng Hàn không có sử dụng huyền âm mẫu thủy, bởi vì cửu thiên hỏa đủ để đối kháng, cho dù tốc độ của hắn chậm hơn không ít nhưng rốt cục vẫn đi tới trước thạch thai vươn tay bắt lấy thiên đạo ngọc sau đó thu vào hắc tháp thuận lý thành trương thoải mái ông cả động quật chấn động lúc này sinh ra biến hóa mắt thường có thể thấy được lăng hàn biết rõ từ nay về sau nơi này không có khả năng sinh ra ải nhân tộc hắn hiện tại ôm hai hài nhi là hậu duệ cuối cùng của ải nhân tộc ra ngoài phải nghĩ biện pháp để chúng dung nhập vào nhân loại cưới vợ sinh con lăng hàn tự tin sẽ cải biến vận mệnh của hai đứa bé này tiểu tháp khối thiên đạo ngọc này là lớn hay nhỏ lăng hàn hỏi hắn vô cùng chờ mong hắn cũng không muốn độc chiếm bảo vật tốt nhất nên chia sẻ với nữ hoàng nếu có thể hắn cũng muốn mang cho hổ nữ một chút nhưng côn bằng cung chính là tuyệt thế đại giáo ngay cả tiên thiên đào phù đều có có lẽ thiên đạo ngọc không chỉ có một khói tiểu tháp hừ hừ một tiếng nói khối thiên đạo ngọc này không đủ cho hai người dùng a hát lăng hàn cực kỳ thất vọng nó đủ cho ba người dùng tiểu tháp lại bổ sung một câu Ba người, Lăng Hàn vốn sững sờ, sau đó đại hỉ, tiểu tháp chết tiệt này làm hại hắn còn lo lắng một hồi. Sau khi kinh hỉ thì hắn kỳ quái hỏi, không phải nói thiên đạo ngọc chỉ đủ cho hai người luyện hóa sao? Nếu ngươi ngại nó quá nhiều, có thể mang phần dư thừa ném đi. Tiểu tháp nói rất vô lại, được rồi, ngươi thắng, Lăng Hàn lắc đầu, một tay ôm một hài nhi đi ra bên ngoài. Kỳ thật hài nhi của ải nhân tộc không nhỏ, căn bản chính là bộ dạng trưởng thành hiển nhiên bọn họ sau khi sinh ra cũng không phát triển thêm. Có biện pháp nào để chúng biến thành người bình thường không? Lăng Hàn hỏi tiểu tháp, ngươi đúng là vô tri. Tiểu tháp suy nói, hình thể của tộc này chỉ nhỏ như thế là bởi vì chúng không tu luyện. Tu vi tăng lên, hình thể tự nhiên tăng lớn, cần ngươi quan tâm. Được, lại bị xem thường một hồi. Lăng Hàn nâng cầm tỉnh lại, có lần nào không bị tiểu tháp khinh bị không? Không có, tuyệt đối không có, tháp ngạo này dùng đả kích hắn làm vui. Ai, thật sự chưa gặp qua bảo khí như vậy, cũng quá không tôn trọng chủ nhân. Ha ha, thật sự xin lỗi. Tiểu Tháp vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, dùng ngữ khí làm người ta tức giận nói ra. Lăng Hàn có thể khẳng định Tiểu Tháp nhất định là bạn xấu của Đại Hắc Cẩu, ngay cả khấu khí châm chọc cũng giống nhau. Điều này cũng làm cho hắn hiếu kỳ, rốt cuộc chủ nhân Tam Giới Tháp là người thế nào mới có thể luyện chế ra khí linh tiểu tháp như vậy? Đại Hắc Cẩu là học người đó sao? Ô nhìn thấy lăng hàn ôm hai tiểu hài tử đi ra nữ hoàng và nhu yêu nữ đều kinh ngạc người đi vào tìm bảo bối tại sao lại ôm hai tiểu bảo bối đi ra lăng hàn nói tình hình một chút hai nữ mới biết đây là hậu duệ cuối cùng của ải nhân rời khỏi nơi này ba người theo đường cũ quay về cũng hoàn thành sứ mạng ở nơi này có lẽ không lâu về sau sẽ biến thành bình thường chuyện thiên đạo ngọc lăng hàn chỉ nói cho nữ hoàng mặc dù nói thiên đạo ngọc có thể cho ba người sử dụng hơn nữa nhu yêu nữ cũng đồng tâm hiệp lực với bọn họ, có thể nói bảo hắn chia sẻ thiên đạo ngọc với nàng, lăng hàn tự hỏi làm không được. Sao tình còn chưa đạt tới bước này? Đáng tiếc là thiên phượng thần nữ còn chưa bước vào trảm trần cảnh, bằng không có thể dùng thiên đạo ngọc trúc cơ đền bù điểm không hoàn mỹ lúc trước, như vậy cho dù nàng không trảm thiên địa nhập đạo cũng có thể cưỡng ép nghịch chuyển. Thiên phượng thần nữ muốn bước ra một bước này cần thời gian cả trăm triệu năm, cho dù lăng hàn mỗi ngày cầm tiên dược cho nàng ăn cũng không có khả năng rút ngắn bao nhiêu thời gian, Tiên phàm một bước quá khó vượt qua, là quyết định vương giả chân chính, cũng là đạo hạm của thiên tài và người bình thường. Một ngày sau đó bọn họ đi tới Thăng Long Điện, cũng không bị ngăn cản, bọn họ ra khỏi cung điện, phía trước xuất hiện núi lửa cực lớn, nhìn thấy khói đen bay lên cao, trong không khí đều là mùi lưu huỳnh. Hai đứa bé được đặt trong hắc tháp, vừa vận thiên phượng thần nữ thập phần nhàm chán, bảo nàng chiếu cố hai đứa bé cũng có thể giúp nàng giết thời gian. Ân cứu mạng, ta nhất định sẽ báo. Nhu yêu nữ nói với Lăng Hàn, có chút không cam lòng, gia hỏa này xem nhẹ mị lực của nàng, làm cho nàng hoài nghi rốt cuộc nàng có phải đại yêu nữ họa loạn thiên hạ hay không. Nhưng gia hỏa lăng hàn này quá nguy hiểm, chẳng những giết hai truyền nhân thế lực tiên vương, mấu chốt còn lưu lại nhân chứng, nàng cũng không dám đi lại quá gần với lăng hàn, nếu không sẽ gặp đả kích. Thế lực tiên vương ra tay, tông môn nàng tính là cái gì? Cho nên tất nhiên phải phân rõ giới hạn, lăng hàn mỉm cười, tiện tay ném một bình ngọc sang. Nhu yêu nữ tiếp nhận, hỏi đây là cái gì, lá trà, lăng hàn thuận miệng nói ra, sau đó ôm eo nhỏ nhắn của nữ hoàng tiến lên phía trước. chương 1982, ai mang xấu ai, hạ. Nữ hoàng có chút không vừa ý, đây chính là cửu chuyển mị thể, có lẽ phải bị phu quân của nàng ngủ dùng tăng lên tu vi mới đúng, tại sao phải tiện nghi những người khác chứ. Lăng hàn đã cố ý như thế, nàng cũng không làm trái ý lăng hàn, dù sao võ giả thảo nguyên lâu dài, về sau còn có cơ hội, cho dù nhu yêu nữ thực sự lập gia đình, chẳng lẽ không thể cướp dâu sao? Nàng không quan tâm nhiều, trên thế giới này không có chuyện nàng không dám làm, cho dù tiên vương thì như thế nào, nàng sớm muộn gì cũng đạt tới cảnh giới này, khiêu chiến mạnh nhất thiên hạ. Suýt nữa nhu yêu nữ ném cái bình vào ót lăng hàn. Mặc dù nói thiếu ân cứu mạng của lăng hàn nhưng dù sau nàng cũng giúp lăng hàn, nữ hoàng nhiều việc, nói như thế nào cũng là đồng hội đồng thuyền, hiện tại ngươi lấy được trí bảo lại ném cho ta một bình lá trà đuổi đi nhưng nàng cũng không ném đi nếu ném sẽ càng thiệt thòi thực sự không kiếm được cái gì sau đó nàng ngâm những lá trà này uống lúc này nàng muốn uống lăng hàn hả giận nhưng nàng vừa mở nắp bình ra đã phát hiện lá trà này chân quý cỡ nào thiên địa mẫu thủ kết xuất lá trà đấy tuy hiện tại hiệu quả kém một chút nhưng tuyệt đối là trí bảo lăng hàn cũng không muốn nói rõ tự ý nào đó là hắn tràn ngập ác ý thú vị hắn và nữ hoàng xuất phát đi núi lửa, Lăng Hàn nắm giữ cửu thiên hỏa và dịch hỏa thuật, hắn chẳng những muốn đạt được nhiều huyết long thạch, còn có một tia hiếu kỳ, vị tiên vương kia có câu chuyện thế nào. Bởi vì thu thiên đạo ngọc chậm trễ không ít thời gian, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đã rất lại phía sau rất xa, bốn phía không nhìn thấy ngươi, huyết long thạch trên đường đi cũng bị người ta lấy sạch sẽ. Lăng Hàn và nữ hoàng không có ý định gì, mục tiêu của bọn họ chính là núi lửa, hạ quyết tâm phải làm một vố lớn nhu yêu nữ cũng không rất lại phía sau quá nhiều, bởi vì nàng cũng muốn đi núi lửa. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng tu hành dịch hỏa thuật, nàng lại không ký hắc tháp, thời gian tu luyện tự nhiên ngắn, phương diện điều khiển dịch hỏa thuật còn lâu mới có thể so sánh với Lăng Hàn và nữ hoàng. Nhưng ngay cả như thế nàng cũng có thể xâm nhập xa hơn những người khác. Cũng không phải mặc huyết long giáp là có thể hoành hành không sợ tại nơi này, càng tới gần núi lửa, thiên địa hỏa nguyên càng đáng sợ, cho dù là huyết long giáp cũng không thể bảo hộ Chu Toàn. Sau khi đi 10 ngày, bọn hắn đi vào một hạp gốc, nơi này là khu vực tiếp cận núi lửa nhất, xa hơn về phía trước, ngay cả huyết long giáp cũng hòa tan. Hạp gốc to lớn kinh người, nghe nói, đây cũng là khối phong thủy bảo địa, là khu vực mọi người giao thiệp, trong hạp gốc có nhiều huyết long thạch, đại bộ phận phần người đều lưu lại nơi này nhiều năm, mỗi ngày đều tìm kiếm huyết long thạch. Hơn nữa hạp gốc chính là bình chứng tự nhiên, dưới mặt đất có âm hà, nó có tác dụng ngăn cản hỏa nguyên ăn mòn hữu hiệu, cũng có thể kéo dài tuổi thọ huyết long giáp rất nhiều, cho nên cho dù rất nhiều người đi tìm huyết long thạch, cách một đoạn thời gian sẽ tới đây để huyết long giáp nghỉ ngơi. Lúc Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi tới hạp cốc này, chỉ thấy nơi này như một cái chợ nhưng người không nhiều lắm. Bọn họ tiến vào hạp cốc, vừa vặn lại có bảy người xuất cốc. Ân, song phương đều giật mình, bởi vì năm người là phó Cao Vân và tùy tùng của hắn, còn có phó Hiểu Vân, tư đồ tiểu chân. Lăng, Lăng huynh đệ, phó Cao Vân nhìn Lăng Hàn, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Đừng nói hắn vẻ mặt của đám người trình chung cũng thay đổi bởi vì đầu lăng hàn hiện tại chọc lóc thậm chí lông nghi không còn bộ dáng này nhìn thế nào cũng cảm thấy không hài hòa lăng hàn sờ sờ đầu chọc hắn cũng quên việc này hiện tại tốt rồi hình tượng bị bại hoại ha ha các ngươi thu hoạch như thế nào hắn kéo sang chuyện khác lăng tiểu tử cây hoa cúc của ngươi không sao chứ tư đồ tiểu chân ân cần hỏi suýt nữa lăng hàn phun máu tươi ta chỉ chọc một đầu vì cái gì ngươi quan tâm cây hoa cúc của ta, có liên quan gì sao? Tại sao tư duy của người khác người thế? Phó Hiểu Vân hỏi xong liền đỏ mặt, chỉ làm như không biết, đối với chuyện này tư đồ tiểu chân không có cách nào. Khá tốt Phó Cao Vân kịp thời nói, thu hoạch không tệ, lần này núi lửa bộc phát rất mạnh, huyết long thạch còn nhiều hơn lần trước, vạn khí của chúng ta không tệ, thu hoạch rất khá. Lăng Hàn, tại sao ngươi mới tới? Trình Trung hỏi, tuy song phương đã phủi sạch quan hệ nhưng thấy Phó Cao Vân nhiệt tình như vậy, hắn cũng đành hỏi thăm mà thôi lăng hàn cười cười nói có chút việc trì hoãn hắn không ý khoe khoang trình trung lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên người đi tới nơi đây đều lo tìm bảo vật hắn lại đi làm việc khác ồ đây không phải lăng hàn sao lại một giọng nói vang lên chỉ thấy bác huyền minh chắp hai tay sau lưng đi tới sau lưng hắn có mấy người một người trong đó vô cùng bắt mắt giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ tuy bác huyền minh là thánh tử nhưng thấy rõ mấy người kia mới là thủ lĩnh nhưng danh tiếng lại bị người này lấy sạch. Hắn có thực lực tứ chảm đỉnh phong, hắn lắng động ở cảnh giới này không biết bao nhiêu năm, cũng đánh bóng chiến lược tới mức đáng sợ mới có tài năng như tê ế. Đúng là can đảm, đắc tội người thừa kế tiên vương gia tộc, hơn nữa còn dám xuất hiện tại nơi này, thật không biết dũng khí của người tới từ nơi nào. Trên mặt Bắc huyền minh mang theo vẻ trào phúng, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lăng Hàn nhìn hắn như nhìn kẻ lỗ mảng, người muốn biết ta có lá gan bao lớn sao, tôm tép nhãi nhép, ngươi cũng không sống được mấy ngày chỉ cần tử hà tiên tử gặp được sẽ lấy mạng của ngươi bác huyền minh nói xong nhìn sang phó hiểu vân phó hiểu vân ngươi vì loại cặn bã này bỏ qua ta sao ha ha hiện tại hối hận chưa trên mặt phó hiểu vân mang theo thần thái xem thường nàng không muốn lập gia đình với kẻ như bác huyền minh này mà là nhìn thấu ra hỏa này chỉ muốn báo thù mà thôi có thù cất báo không hề độ lượng nam nhân như vậy xứng với nàng sao nàng cũng mặc kệ hắn khóe miệng hơi nhếch lên xem người nọ như không khí. Bác Huyền Minh tức giận, trong mắt mang theo tức giận nhưng cố kỵ Phó Cao Vân, hắn cũng không có ra tay. Nhưng Phó Cao Vân mang toàn bộ danh ngạch tiến vào đây cho thủ hạ Tùy Tùng, hoàn toàn không có cường giả đi theo, đúng là ngu xuẩn. chương 1983, tâm trả thù. Thiếu lân, có ngứa tay không? Bác Huyền Minh quay đầu nhìn người bộc lộ tài năng kia và nói ra. Người nọ nhe răng cười cười, nói, thánh tử đại nhân muốn ta đánh ai? Ừ, mấy kẻ này, Bác Huyền Minh chỉ đám người Phó Cao Vân, anh vợ ngày trước luôn xem thường hắn, uổng hắn cố sức nịnh nọt, đúng là lãng phí công sức. Hiện tại hôn sự không còn, như vậy giáo huấn một lần xả ác khí. Trả thù, ha ha, đừng nói sau lần này hắn căn bản không đi tới địa bàn của Phó gia, cho dù có xuất hiện cùng dùng uy danh Thái Âm giáo, Phó gia dám can đảm làm gì hắn sao? Đánh không chết người sẽ không có chuyện gì, người bộc lộ tài năng kia là Hà Thiểu Lân, hắn nhìn sang Phó Cao Vân trên mặt mang theo vẻ xem thường nói các ngươi cùng lên đi ta tiết kiệm một chút khí lực giải quyết các ngươi một lần đám người phó cao vân giận tím mặt nhưng phó gia không có quái tài như vậy bọn họ biết rõ quái tài này lợi hại nào dám tự rước lấy nhục đều áp chế lửa giận ai bảo phó cao vân vì tiết kiệm danh ngạch cũng không mang theo cường giả đi vào như thế nào không dám động tay chân sao hà thiều lân cười nhạo nói còn cái gì người thừa kế phó gia đúng là kẻ bất lực Ngươi là tứ trảm đỉnh phong, không biết xấu hổ nhảy ra khiêu chiến sao. Phó Hiểu Vân không đành lòng huynh trưởng bị mỉa mai, lập tức trách cứ. Yếu lại yếu, lấy cái làm gì? Hà Thiểu Lân lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ tu vi cao là do ông trời cho hắn sao? Còn không phải hắn tân tân khổ khổ tu luyện ra. Phó Cao Vân dùng tay áp xuống, ý bảo muội muội không nên vọng động, hắn trầm giọng nói. Phó mỗ nhận thua, đi ra lưu lạc, ai đấu một trận công bằng với ngươi. Nắm đấm mới được là vương đạo. Ai bảo hiện tại Bắc Huyền Minh nắm giữ vương đạo chứ? Đi, hắn phất phất tay, muốn dẫn người rời đi. Như thế nào, nói một câu liền đi. Bắc Huyền Minh cười lạnh, có hiểu quy củ hay không, đã nhận thua phải lưu lại chút gì đó. Phó Cao Vân khẽ cắn môi, nâng tay phải lên cắt xuống một cái, huyết quang bắn ra, tay trái rơi xuống. Ca, Phó Hiểu Vân kinh hô. Phó Cao Vân nhìn cũng không nhìn, chỉ nhìn chầm chầm vào Bắc Huyền Minh. Đủ chưa, Bắc Huyền Minh cười to, ra hỏa này quá ngu ngốc lúc trước tâm bốc hắn không muốn hiện tại tự ăn ác quả ngươi cho rằng như vậy là xong bác huyền minh còn thấy chưa đủ chưa đủ lúc này đám người trình trung cũng tức giận đoạn một tay cho ngươi còn chưa đủ vậy ngươi còn muốn thế nào bác huyền minh nhìn chằm chằm vào phó hiểu vân khóe miệng cong lên ánh mắt âm độc phó hiểu vân có sự việc hôm nay đều là vì ngươi đã như vậy giải chuông cần người buộc chuông ngươi muốn thế nào phó hiểu vân cắn chặt môi cởi quần áo ra Bác Huyền Minh lãnh đạm lên tiếng, để đại gia thưởng thức dáng người một chút, hắn đã tuyệt tâm tư cưới Phó Hiểu Vân, mà nam nhân muốn muốn trả thù có đôi khi còn độc ác hơn nữ nhân, mà bác Huyền Minh chính là người như vậy. Phó Hiểu Vân tức giận tái mặt, bởi nàng cười sạch trở ức mặt mọi người, nàng về sau còn có mặt mũi gặp người sao. Cho dù ngày sau trở thành tiên cũng phải thừa nhận sỉ nhục mãi mãi. Tư đồ tiểu chân là người đầu tiên không nhịn được, lập tức nhảy ra, nói. Người có còn là nam nhân không? Đến đấy, có gan người thượng lão nương, xem lão nương có kẹp chết người hay không. Lăng Hàn vốn muốn ra tay giải vây, nghe nàng nói biêu hãn như thế làm ra mặt hắn co rúm lại. May mắn từ đồ đường lão gia tử không ở đây, bằng không nghe nói như thế, đoán chừng sẽ phun ra một ngụm máu tươi, hắn có khả năng bị tức chết. Bác Huyền Minh đau răng, cho hắn một vạn lá gan cũng không dám làm gì cháu gái của đan sư Tam Tinh. Hắn phất phất tay, nói, thiếu lân, nếu phó tiểu thư không chịu cứu huynh, như vậy ngươi đánh phục bọn chúng đi tuân mệnh, thánh tử đại nhân, Hà Thiểu Lân khôn khéo, hắn biết rõ tương lai Bắc huyền minh sẽ có thành tựu hơn xa mình, bởi vậy biểu hiệu vô cùng cung kính. Sau đó, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào đám người phó cao vân. Bản thân Hà Thiểu Lân không phải vương giả, cho nên hắn càng mong chờ dẫm vương giả dưới chân, đây chính là chuyện hắn vui vẻ làm nhất. Hắn ngạo nghễ nhìn phó cao vân, lần này dẫm mặt đối phương. Cho dù ngày sau đối phương có thành cái gì phân hồn cảnh trí tiên phủ cảnh cũng không rửa được mối nhục hôm nay ha ha, hôm nay đại khai nhãn giới, cái gì gọi là không nắm chắc, không biết giới hạn, cái gì gọi là tiểu nhân vô sỉ. Lăng Hàn lắc đầu, hắn đi lên phía trước, nữ hoàng chắp tay sau lưng, mới mặc kệ những chuyện cặn bã này. Lăng Hàn, đừng nóng vội, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi đâu. Bác Huyền Minh cười lạnh, ra hỏa này cho rằng mình bỏ qua cho hắn. Quá ngây thơ, nhưng ta không kiên nhẫn, Lăng Hàn đi về phía trước. Hắn không có hứng thú xem bác huyền minh biểu diễn buồn nôn, huống chi hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với phó cao vân nhưng vẫn thiếu nhân tình của người ta ít nhất huyết long giáp trên người nữ hoàng là phó cao vân tặng hơn nữa ra hỏa này làm người cũng không tệ đứng lại một gã nam tử sau lưng bắc huyền minh lao tới hắn giơ quyền tấn công lăng hàn có nô tài mà cần chủ nhân ra tay nô tài như vậy có ý nghĩa gì oanh một quyền đánh tới với thanh thế kinh người dẫn động đại đạo xuất hiện một ký hiệu đó là cường giả tam trảm đã tu đến đỉnh phong, trên thực tế chiến lực của hắn còn cường đại hơn Bắc Huyền Minh nhưng chỉ không bằng Hà Thiểu Lân mà thôi. Một quyền đánh tới, hắn muốn nghiền nát Lăng Hàn, Lăng Hàn ra tay, không có người nào thấy rõ hắn làm như thế nào, hắn chỉ hành động tùy ý, hắn nắm cổ tay người này và vặn ngược. Bác Huyền Minh lập tức giật mình há to mồm, bởi vì hắn nghĩ Lăng Hàn chỉ là nhị trảm mà thôi, cho dù yêu nghiệt thế nào cũng không địch nổi cường giả tam trảm. Nhưng vừa ra tay đã ăn cái tát vang dội, tam trảm, Lăng Hàn là tam trảm, điều này sao có thể? Lúc này mới qua bao lâu, hắn từ nhị trảm tiến vào tam trảm, từ cảnh giới đã vượt qua bản thân mình, tại sao trên đời có việc như thế? Đánh người rất thoải mái sao? Lăng Hàn bình tĩnh hỏi người này, gương mặt người nọ giật giật ra, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Ba, Lăng Hàn nắm cổ tay đối phương sau đó tát thẳng vào mặt vài cái. Sướng hay không, sướng hay không, hỏi một lần hắn tát một cái. Trường 1984, to gan lớn mật như vậy. Người nọ bị đánh mặt mũi bầm dập, Lăng Hàn không hề có ý dừng tay, lúc này máu tươi bắn tung tóe, sau đó là thịt nát, từng cây răng rơi ra ngoài, xương cốt cũng lộ ra sau huyết nhục. Lăng Hàn không hề đồng tình, gia hỏa này muốn một quyền đánh chết mình. Nếu không phải tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, hơn nữa còn là hoàng giả, hắn bị đánh chết biết tìm ai kêu oan. Dừng tay, Bắc Huyền Minh hét to, hắn không thể không quát to, bọn thủ hạ bị đánh, nếu hắn làm chủ tử không lên tiếng về sau còn có ai nguyện ý bán mạng thay hắn. Lăng Hàn sẽ quan tâm hắn sao? Ba ba ba, từng cái tát đánh xuống, hơn nữa Lăng Hàn còn kéo người nọ bức Bắc Huyền Minh, đôi mắt nhìn sang, nói rõ tiếp theo chính là ngươi. Thiểu Lân, Bắc Huyền Minh vội vàng kêu lên, Hà Thiểu Lân gật gật đầu, hắn quay người lại và cười lạnh, nói. Vương giả tam trảm, ha ha, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là cái rắm mà thôi. Vương giả cũng chỉ có thể cùng dai vô địch, mà hắn có ưu thế hơn một tiểu cảnh giới, lại là tứ trảm đỉnh phong ma luyện hơn trăm triệu năm, chiến lực mạnh không phải vương giả có thể so sánh. Người nói hắn có cảm giác yêu việt hay không? Lăng Hàn kéo lê người nọ như chó chết đi về phía Hà Thiểu Lân, cũng không nói gì, trong mắt hắn đối phương chỉ là không khí, căn bản không cần để ý tới. Hung hăng càn quấy, Hà Thiểu Lân hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay phải đánh thẳng vào mặt Lăng Hàn. Người ưa thích tát mặt người đúng không? Vậy thì đê rơn nếm thử tư vị bị tát. Ba, Lăng Hàn đưa tay bắt lấy cổ tay Hà Thiểu Lân vẻ mặt Hà Thiểu Lân cứng lại, điều này sao có thể? Bác Huyền Minh cũng ngây ngốc, hắn xem ra, Hà Thiểu Lân cường đại đủ so sánh với thánh tử thánh nữ tứ trảm đỉnh phong, làm sao có thể bị Lăng Hàn bắt lấy cổ tay đơn giản như thế? Dường như chiến lược hai người cách xa nhau, có phải ngươi cũng muốn thoải mái đúng không? Lăng Hàn lạnh nhạt nói ra, hắn huy động ỏ ổ tay Hà Thiểu Lân sau đó tát đối phương. Hà Thiểu Lân vội vàng dùng toàn lực chống cự nhưng căn bản đánh không lại Lăng Hàn. Ba, trên mặt bị tát nóng rát nước mắt của hắn suýt chảy xuống một là đau nhức hai là xấu hổ hắn bị tát trước mặt nhiều người hắn làm sao chịu nổi hai tay lăng hàn vung lên hắn ném hà thiểu lân và tên còn lại về phía bắc huyền minh một tên đã hôn mê bắc huyền minh không tự lui ra sau một bước trên mặt mang theo hàn ý dường như phó cao vân không nhìn thấy cứu binh hắn vẫn đứng tại chỗ tuy không chỉ có một thánh tử thái âm giáo như hắn đi vào nhưng thánh tử cũng có quan hệ cạnh tranh, ân oán cá, làm sao lại xin giúp đơ. Thứ nhất là không bỏ nỗi mặt mũi này, thứ hai nói ra miệng cũng chỉ bị người ta chê cười mà thôi. Cho nên vừa rồi Phó Cao Vân chỉ có thể nhận mệnh, hiện tại đối phương cũng như thế. Ta nhận thua, hắn cắn răng nói, trên trán nổi gân xanh, nói ra những lời này, hắn bảo thủ hạ viện hai người Hà Thiểu Lân, đánh không lại, chẳng lẽ trốn không được sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, nói, còn muốn đi, ngươi muốn như thế nào? Bắc Huyền Minh trầm giọng hỏi, hắn cũng biết không trả giá là không được. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói: Vừa rồi ngươi không phải nói ta đắc tử Hà gia tộc sao? Có lẽ nên kẹp đuôi làm người. Ha ha, nói cho ngươi biết một việc, ta vừa làm thì tử Hà băng vân từ vài ngày trước rồi. Ông, Bắc Huyền Minh cảm thấy đầu óc chấn động, tiếng nổ mạnh gần như phá hủy hắn. Giả, nhất định là giả. Nếu chỉ đắc tội tử Hà băng vân mà nói, tử Hà gia tộc có muốn đối phó Lăng Hàn cũng không có khả năng nhưng chém giết tử hà băng vân lại là chuyện hoàn toàn khác thế lực tiên vương sẽ chịu nhục sao đến lúc đó nói không chừng tất cả mọi người sẽ chôn cùng bác huyền minh lạnh dung chỉ cảm thấy lăng hàn nhất định là tên điên hoặc là kẻ lừa đảo nhất là vui đùa không buồn cười chút nào ngươi ngươi nhất định đang nói hưu nói vượn lăng hàn nhoẻn miệng cười ngươi đúng là tự tác đa tình ta làm sao có thời giờ và tâm tình nói hưu nói vượn với ngươi ngươi không phải nói ta lớn gan sao ha ha vậy để ngươi biết một chút trong mắt hắn bắn ra một đạo kiếm quang, nó đi vào từ đỉnh đầu Bắc Huyền Minh sau đó từ ót bắn ra ngoài. Hai chân Bắc Huyền Minh lập tức mềm nhũn quỳ trên mặt đất, trong hai mắt mang theo thần thái kỳ dị. Đám người Phó Cao Vân sợ tới mức ra đầu như chóc ra, mà Phó Cao Vân nghĩ tới Lăng Hàn có hỏi hắn có nên làm thịt Bắc Huyền Minh, lúc ấy còn cho rằng là câu nói đùa, hiện tại nhớ lại đã biết Lăng Hàn đã có sát ý từ lúc đó. Quả nhiên to gan lớn mật, giết Bắc Huyền Minh, Thái Âm giáo sẽ từ bỏ ý đồ. Đừng nói Lăng Hàn chỉ có quan hệ không tệ với hai vị đan sư Tam Tinh, cho dù hắn là cháu trai của một vị trong đó, nếu giết thánh tử của Thái Âm giáo cũng phải dùng mạng bồi lại. Có đan sư Tam Tinh chống thật sự có thể quần là áo lượt, cho dù làm quần là áo lượt cũng không phải muốn làm gì thì làm. Nói cho cùng mặt mũi của đan sư là võ giả cho, có thể cho thì đương nhiên cũng có thể không cho. Thế giới này chỉ có nắm đấm mới quyết định tất cả. Lăng, Lăng Hàn, đám người phó cao vân run rẩy, sắc mặt tái xanh. Ân Chuyện gì, Lăng Hàn nhìn bọn họ, phát hiện bộ dạng bọn họ vô cùng khẩn trương thì mới a hát một tiếng, lại làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Không có sao, không có sao, đây không phải lần đầu tiên ta giết thánh tử của Thái âm giáo, ô, còn có một, hắn tên là gì nhỉ? Hắn làm ra vẻ nhớ lại, nếu Nam Cung Đình sau khi chết có biết, tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt, bản thân mình là thánh tử đại giáo Tam Tinh, người hiện tại còn không nhớ cả tên của ta. Phốc, đám người phó cao vân suýt phun ra một câu, bọn họ chẳng những không yên lòng ngược lại càng thêm khẩn trương người còn giết một thánh tử của thái âm giáo ahhh -h -h. thái âm giáo trước kia phái hai tên thánh tử cấp chảm trần vào trong bí cảnh trừ bắc huyền minh người còn lại chính là nam cung Bình. lang huynh người nọ tên là nam cung Bình sao phó cao vân ôm hy vọng vạn nhất nói một câu lăng hàn vỗ hai tay cười nói chính là hắn ta the clmm đám người phó cao vân không ngừng kêu khổ, sau đó ngơ ngác nhìn lăng hàn không biết dùng lời lẽ gì để hình dung ra hỏa này. Người có thể ít xuất hiện một chút hay không? chương 1985, sông hỏa không nhỏ. A à ta thực sự làm thịt tử Hà Băng Vân, không phải nói đùa đâu. Lăng Hàn cười nói, dù sao đã bị ba người lâm phương nhìn thấy, việc này không có khả năng biến thành bí mật, hắn dứt khoát lên tiếng thừa nhận là được rồi. Người là do hắn giết, hơn nữa không thẹn với lương tâm. Nếu như nói vừa rồi chỉ là khiếp sợ, những lời này đã làm đám người phó cao vân vô cùng kinh hãi tử hà băng vân là ai người thừa kế tử hà gia tộc thiên tài trong thiên tài vương giả trong vương giả là siêu cấp cao thủ trảm thiên địa chứng đạo cũng chỉ có thế lực tiên vương mới có thể bồi dưỡng ra hoàng giả như thế hơn nữa số lượng tuyệt đối hy hữu lúc này bị ngươi làm thịt ngươi ngươi còn có thể ít sông họa lớn được hay không lang hàn nhoẻn miệng cười nói đúng còn có lạc trường phong ta cũng giết hắn rồi đám người phó cao vân ngã xuống đất bọn họ đã không còn gì để nói lăng hàn cười ha ha hiện tại ta dính vào một thân phiền toái các ngươi cũng không cần thân cận với ta làm gì bằng không có người nhìn thấy sẽ bị xem là đồng đảng đi sơn thủy có gặp lại ngày sau hữu duyên còn thấy nhau phó cao vân nhìn chằm chằm vào lăng hàn hồi lâu nói lăng huynh tương lai của ngươi đi tới trình độ nào ta thật sự không nhìn ra chút gì cả hắn chỉ cảm thấy mục tiêu của mình rất cao muốn trở thành gia chủ thế lực tam tinh. Thế lực tam tinh đấy, nhưng có thể so sánh với Lăng Hàn hay không? Người ta đã làm thịt truyền nhân hai thế lực tiên vương, cũng sắp bị tử Hà Gia và Lôi Vân Điện đuổi giết, bằng vào năng lực gây rắc rối này đã làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Cao Vân, đi thôi, trình trung thúc giục, tuy hắn bị Lăng Hàn dọa kinh ngạc đến ngây người nhưng hắn không muốn dính chút liên quan gì với gia hỏa như vậy. Nếu không thời điểm thế lực tiên vương trả thù, mấy người bọn họ cũng không sống nổi. Hắn cũng không muốn bị vạ lây. Phó Cao Vân cảm khái sau đó gật đầu với Lăng Hàn, lúc này đi ra khỏi hạp cốc. Những người khác cũng cùng đi theo, Phó Hiểu Vân đi ngang qua người Lăng Hàn, lúc này nhìn nhiều thêm vài lần, trong nội tâm hơi rung động, nếu như Lăng Hàn vẫn ở lại phó gia, mà đúng như lời Bắc Huyền Minh đã nói, có khả năng bọn họ sẽ thành chuyện tốt. Đáng tiếc, bây giờ là không có khả năng, cho dù nàng ngàn chịu vạn chịu nhưng gia tộc sẽ không đồng ý, thế lực Tiên Vương ra tay, chỉ cần dính vào một chút sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Ngươi không nên si tâm vọng tưởng." Nữ hoàng lạnh lùng lên tiếng, nữ nhân có ý chí không kiên định còn muốn làm tỉ muội với nàng. "Không xứng." Phó Hiểu Vân không cam lòng nhìn về phía nữ hoàng, nhưng bị kinh diễm không nói thành lời. Những người khác cũng vừa phát hiện nữ hoàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. "Cút." Nữ hoàng vung tay lên, bành bành bành, những người này đều bị nàng đánh ra ngoài, còn không dám ủng hộ Lăng Hàn thì làm sao xứng làm bằng hữu của Lăng Hàn. Chỉ có Từ Đồ tiểu chân may mắn thoát khỏi nàng phản ứng tốt hơn rất nhiều tuy nhiên cũng nhìn nữ hoàng vài lần nàng khôi phục tinh thần và hỏi lăng hàn cây hoa cúc của ngươi thật không có vấn đề chứ dựa vào trong đầu ngươi chứa cái gì vậy vẫn còn xoắn suýt việc này rất tốt không nhọc ngươi quan tâm lăng hàn không có cách nào a hát tư đồ tiểu chân gật gật đầu nhưng gương mặt vô cùng thất vọng trên thực tế nàng hy vọng nghe được câu chuyện máu chó đám người phó cao vân rời đi lăng hàn chỉ lạnh lùng nhìn sang đám người hà thiểu lân nhưng không có hạ sát thủ chỉ phế căn cơ võ đạo của bọn họ, không qua vài năm tu vi sẽ biến mất và trở thành một người bình thường. Hắn không quan tâm tới bọn họ, mang theo nữ hoàng đi vào trong hạp gốc. Không bao lâu chuyện lăng hàn giết bác huyền minh cũng truyền khắp nơi, thậm chí còn có nghe đồn hắn giết tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong. Nhưng bởi vì không có người tận mắt nhìn thấy nên không ai tin, người thừa kế thế lực tiên vương dễ giết sao. Tin tức đầu tiên đã xác nhận là đúng, nhưng tin tức thứ hai thì chưa nhưng truyền đi xôn xao. Ngay cả như vậy cũng không có ai dám trêu chọc Lăng Hàn và Nữ Hoàng. Không nói chuyện khác, kẻ dám giết Bắc Huyền Minh, còn có ai dám trêu chọc người mạnh như thế không? Tuy thực lực Bắc Huyền Minh không cao nhưng bên cạnh hắn có mãnh tướng nhưng vẫn bị Lăng Hàn làm thịt, từ đó nói rõ Lăng Hàn trừ có gan ra, thực lực của hắn cũng mạnh kinh người. Người dám trêu chọc cường giả như thế sao? Hơn nữa, vạn nhất Lăng Hàn thực sự làm thịt tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong, vậy hắn còn không dám giết ai? Lăng Hàn đi qua nơi nào, người nhìn thấy hắn đều tránh né như tránh ôn thần ai cũng nhượng bộ lui binh cho dù nữ hoàng tuyệt mỹ cái thế cũng không ai dám nhìn không dám động tâm trước sắc đẹp và tính mạng đại bộ phận người càng quý trọng tính mạng của mình hơn dù sao tu luyện vài tỷ năm thậm chí mấy chục tỷ năm quý giá hơn nữ nhân nhưng luôn có người không tin tà cho rằng chỉ cần người nhiều một chút lại tiến hành đánh lén là có cơ hội tiêu diệt lăng hàn như vậy liền có thể mang thi thể lăng hàn đi tranh công nhất là nếu như Lăng Hàn thực giết từ Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong, công lao này lớn bằng trời. Nhưng nếu có nữ nhân đẹp như nữ hoàng làm chiến lợi phẩm, tự nhiên có không ít người dục dịch. Kiến nhiều cắn chết voi, lại nói bọn họ cũng không phải kiến, mà là một đám sói. Đàn sói phệ hổ, cho dù hổ là bách thú chi vương thì thế nào. Những người này liên kết với nhau, cổ động thêm nhiều người ra tay, không nói chuyện khác, đúng là có người bị thuyết phục. Sóng ngầm khởi động, không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh đan sen với nhau. Lăng Hàn ở lại trong hạp cốc một ngày, hắn hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm, ngày hôm nay hắn đã kiểm kê, ví dụ như cho tiên ma kiếm thôn vệ thần thiết, hắn lấy từ chỗ thiên triệu dương một đống lớn chuẩn tiên kim, từ hà băng vân, lạc trường phong cũng có không ít. Truyền nhân đại giáo đúng là giàu có, hắn cho tiên ma kiếm thôn vệ toàn bộ, thành tiên khí tam tinh tương lai này rảo bước lên chuẩn tiên khí. Hắn đã hoàn thành một phần ba, lang hàn hết sức hài lòng, tiên ma kiếm có cảnh giới vượt qua chính mình, hiện tại cũng có thể địch nổi cấp bậc âm hồn, dương hồn, đáng tiếc trình độ cứng cỏi, bởi vì cảnh giới của hắn chưa tới, không có biện pháp lạc ấn quy tắc cao cho tiên ma kiếm, cho nên uy lực của tiên ma kiếm bị hạn chế rất nhiều. chương 1986, lại là Lăng Hàn. Không có việc gì, hắn phải tu hành nhiều hơn. Hắn luyện hóa thuộc tâm của bạch ma thụ, tu ra một đạo sát khí, căn cứ vào sát lục quy tắc, chỉ dùng lực phá hoại thì nó còn vượt qua kim chi quy tắc. Kỳ thật mỗi người đều có sát khí nhưng thường xuyên bị áp chế, mà tu luyện ra sát lục quy tắc, có thể chủ động vận dụng sát khí, thậm chí không chỉ của mình, còn có thể của người khác. Sát khí càng nặng, chiến lược càng mạnh, đây là điển hành lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, càng đánh càng điên cuồng. Một ngày sau đó, hắn quyết định dẫn nữ hoàng xuất phát đi tới khu vực núi lửa, tìm tòi sâu trong bí cảnh. Thời điểm bọn họ đi ra ngoài, chỉ thấy trong hạp vô cùng náo nhiệt, thì ra là nhu yêu nữ đến. Nàng là vưu vật phong tình vạn trùng, không biết có bao nhiêu nam nhân không dám nhìn thẳng vào nàng, định lực kém còn có thể chảy nước miếng. Nhu yêu nữ cũng phát hiện lang hàn và nữ hoàng, khóe miệng giật giật. Đương nhiên nàng đã uống luân hồi trà, hơn nữa bởi vì tức giận cho nên một hơi uống cả bình, kết quả nàng hối hận không nhỏ. Đây tuyệt đối là tiên trà A Hát, tuy còn không lĩnh ngộ quy tắc trong đó nhưng đã giúp nàng mộ đạo, một giấc chiêm bao vạn cổ, không muốn trâu bò cũng không được. Gia hỏa này thật khốn kiếp, cho ta thứ tốt không nói rõ, hại ta lãng phí một nửa thật muốn cắn chết ra hỏa khốn kiếp này nhu yêu nữ nhìn lăng hàn thực muốn nhào tới cắn người lại nghĩ tới lăng hàn có phiền toái quấn thân nếu như nàng nhào tới đoán chừng mình cũng dính vào việc này đành phải cưỡng ép nhịn xuống lăng hàn buồn cười kéo nữ hoàng rời đi hai người sóng vai mà đi nhưng chưa đi được bao nhiêu bước đã thấy bùn đất dưới thân hai người vỡ ra ba thân ảnh bay lên trong tay cầm vũ khí bộc phát hàn quang tấn công lăng hàn sau đó đất đá chung quanh hắn cũng sinh ra biến hóa Lúc này có mười mấy thân ảnh nhảy ra, đồng thời tấn công Lăng Hàn. Bốn phương tám hướng, khóa chết mỗi góc độ, Lăng Hàn hơi kinh ngạc, cũng không phải vì bị người ta đánh trộm, mà là thủ đoạn ẩn nấp của đám người này, bởi vì trước khi đám này phát động công kích, hắn còn không phát hiện sự tồn tại của bọn chúng. Bí thuật ẩn thân như thế rất tốt, vào lúc hắn đang tán dương, đám người này đã đánh tới. Nhu yêu nữ vốn cả kinh, có xúc động xuất thủ tương trợ nhưng nhớ tới Lăng Hàn yêu nghiệt nên bỏ đi suy nghĩ này trong đầu. Nàng tận mắt nhìn thấy Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong tự bạo tiên thai cũng không làm gì được Lăng Hàn, mười mấy người này liên thủ có thể địch nổi tự bạo tiên thai không? Bành, mười mấy người công kích rất mạnh, Quy tắc chi quang loạn bộc phát hào quang khủng bố, tiếng nổ mạnh sinh ra. Lúc này cảnh tượng làm người ta sợ hãi xuất hiện, sau đó liên tục lắc đầu, bị nhiều người đánh lén như thế, hơn nữa trong đó còn có mấy nhân vật vương giả, khẳng định chết chắc. Ai bảo Lăng Hàn rất cao điệu chứ? Sau khi quy tắc chi quan biến mất, chỉ thấy Lăng Hàn cùng nữ hoàng vẫn đứng tại chỗ như không có việc gì, trên người cũng không có vết thương, thậm chí ngay cả dấu vết trung chiêu cũng không có. Này, không có khả năng, có một gã kẻ đánh lén không nhịn được hô to, cho dù người có thể ngăn cản toàn bộ công kích nhưng không có khả năng nhẹ nhõm như vậy. Đương nhiên là vì Lăng Hàn và nữ hoàng phóng thuật lưu đầy với bản thân mình, dùng thực lực của hắn bây giờ, dị không gian không phải những gia hỏa cặn bã này có thể đánh vỡ. Lăng Hàn nhìn người nọ, nói, đám gia hỏa cạn bã như các ngươi làm sao biết độ cao của ta chứ Âm, um, hắn đánh một quyền đánh trúng người nọ đối thủ lập tức hóa thành huyết vũ bắn tung tóe ra chung quanh những tên đánh lén khác thấy thế ai cũng giật mình sắc mặt trắng bệch vội vàng quay người bỏ chạy bọn chúng chỉ có mười mấy người người cũng chỉ có một người nhiều lắm chỉ có thể đuổi theo một hai người mà thôi nhưng bọn chúng lại quá ngây thơ nữ hoàng hừ lạnh một tiếng xoát 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 mười đầu chiến thú xuất hiện mỗi con chiến thú tấn công một gia hỏa đánh lén chiến thú khủng bố ra hỏa đánh lén bị đốt thành cho tàn đám người bốn phía bị dọa tè ra quần phu thê này quá mạnh rồi lăng hàn cũng tùy ý ra tay lôi đình chi quang bay vút tới ngay sau đó lôi đình đánh chết mấy tên đánh lén hắn vỗ vỗ tay bộ dạng vô cùng tùy ý nắm tay nữ hoàng rời đi hoàn toàn không đặt đám người chung quanh vào mắt người chung quanh nhìn nhau cả đám không nói ra lời qua một lúc lâu mới có người nghị luận sợ hãi thán phục lăng hàn và nữ hoàng cường đại Đương nhiên cũng có người nhìn chằm chằm vào sắc đẹp của nữ hoàng. Hừ, lại yêu nghiệt thì như thế nào, giết Bắc Huyền Minh vừa ra khỏi bí cảnh sẽ bị Thái âm giáo làm thịt. Có người hâm mộ và đố kỵ nói, ngươi thực lực cường đại còn không tính, không ngờ còn chiếm lấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, có thiên lý hay không? Tiện nghi trên đời này bị một mình ngươi chiếm cả rồi. Không tệ, thực cho rằng giết thánh tử của đại giáo Tam Tinh là có thể vỗ vỗ bờ mông rời đi sao? Người như thế không chỉ có một người. Ha ha sau khi đi ra ngoài mọi người không nên quên đi thái âm giáo báo tin tức đấy có xem náo nhiệt không chê chuyện càng lớn không ít người đều cười lăng hàn cường đại làm bọn họ không thở nổi tự nhiên bị xem là cái đinh trong mắt tuy tử hà băng vân và lạc trường phong cũng cường đại được không hợp thói thường nhưng người ta là truyền nhân thế lực tiên vương là tồn tại bọn họ chỉ có thể nhìn lên căn bản không có lòng ganh đua nhưng lăng hàn làm cái quỷ gì chỉ là phụ thuộc một thế lực tam tinh lại dám vượt qua những thánh tử thánh nữ như bọn họ ta nhổ vào, siêu, siêu, xíu, yêu yêu, đúng lúc này có ba thân ảnh đi tới, chính là Lâm Phương, Đằng Sâm và Vi Nhiên. Lâm Tiên Tử, Đằng Huynh, Vi Huynh, mọi người vội vàng đi tới, ba người này đều là thánh tử thánh nữ, hơn nữa là thiên phú cảng yêu tú, nếu không cũng không có khả năng thông qua thăng long điệt, những người khác không thể vượt qua. Tại sao hiện tại ba vị mới tới? Có thánh tử hỏi, Lâm Phương trầm ngâm một chút, nói, còn không phải bởi vì lăng hàn người này lại là Lăng Hàn, tất cả mọi người giật mình sững sờ. Lăng Hàn như thế nào? Những người kia đều tò mò hỏi. Lâm Phương nhìn nhu yêu nữ một chút, lúc này mới nói. Lăng Hàn không chỉ giết bác Huyền Minh, còn có bác Phú Hùng, Thiên Triệu Điền. chương 1987, địa vị Đại Hắc Cẩu. Nàng báo ra ra mỗi cái tên, không phải thánh tử thánh nữ của đại giáo Tam Tinh thì chính là người kế thừa gia tộc. Này 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 này, người khác chẳng những trợn mắt hốc mồm, hơn nữa đều đổ mồ hôi lạnh. Tên kia nhất định là sát tinh, một mình hắn đã tàn sát bao nhiêu vương giả. Còn tốt, vừa rồi tên kia không có đại khai sát giới. Tất cả mọi người không hiểu, sau khi người này ra khỏi bí cảnh sẽ chạy trốn thế nào. Nhiều thế lực tam tinh vây quét như thế, Lăng Hàn khẳng định chỉ có một chữ chết, tại sao hắn lại làm loạn như thế? Lâm Phương giữ lại tin tức từ Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong bị giết, bởi vì ba người bọn họ muốn tự mình báo tin tức tuy có khả năng thừa nhận lửa giận của đại giáo nhưng có thể vì vậy mà dính líu quan hệ với hai thế lực tiên vương tất cả mọi người lắc đầu lần này lăng hàn chết chắc bằng không chỉ một cái thái âm giáo phó gia còn có thể miễn cưỡng đối kháng nhưng nhiều thế lực tam tinh như vậy lăng hàn chết chắc lăng hàn và nữ hoàng đi ra khỏi hạp cốc bọn họ tiến vào khu vực không người đặt chân lăng hàn còn tốt nữ hoàng nhất định phải vận chuyển dịch hỏa thuật bằng không hỏa nguyên cuồng bạo sẽ thiêu đốt nàng đến nơi đây cửu thiên hỏa đã dục dịch dường như muốn bay ra khỏi đan điền của Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, mặc kệ cửu thiên hỏa trước kia có quan hệ gì với tiên vương, nhưng bây giờ đã thành lực lượng bản nguyên của hắn, như vậy phải nghe hắn chi phối, bằng không hắn thả rằng bỏ qua. Lực lượng không nghe chỉ huy, muốn có ích lợi gì. Huống chi lực lượng này còn trong cơ thể mình, một khi xảy ra chuyện thì hắn là kẻ gặp phiền phức lớn. Cửu thiên hỏa nhất thời trở nên ngoan ngoãn lại, không khác gì tiểu hài tử bị người lớn của trách, càng lộ ra ý hủy khuất. Lăng Hàn không hề bị lay động, khi dính tới lực lượng bản thân, hắn nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Sau khi đi nửa ngày, bọn họ đã tới dưới chân núi lửa, trên đường đi tới đây, bọn họ thu một lượng lớn huyết long thạch, bởi vì căn bản không có kẻ nào bước vào nơi này, thu hoạch của bọn họ lớn tới mức không thể tưởng tượng. Không biết tích lũy bao nhiêu trăm triệu năm, huyết long thạch đều tụ tập tại nơi này, căn bản không cần tìm kiếm. Bọn họ thu hoạch tràn đầy, như yêu nữ theo sau bọn họ càng vui vẻ nàng không có chiều sâu như hai người lăng hàn nhưng thu hoạch hơn xa người khác cho nên chiếm được không ít nhu yêu nữ nhìn thấy thân ảnh hai người lăng hàn biến mất trong tầm mắt nội tâm tràn ngập hiếu kỳ hai người này phát hiện thứ gì trong núi lửa sau đó bí cảnh cuồng bạo trở lại bọn họ làm sao chạy ra ngoài chỉ cần truyền tin tức ra ngoài hầu như phân nửa thế sẽ xuất thủ với lăng hàn trong đó có hai đại thế lực tiên vương hai người này đúng là yêu nghiệt một người là tam trảm một người là nhị trảm nghĩ như thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi chung quanh, cũng không biết nơi này là ở đâu, nhưng hai người cùng ử dụng tay chân, tự nhiên không có khả năng làm khó bọn họ. Không thể phi hành ở nơi này, có khí thức cuồng bạo trong núi lửa truyền ra, nếu đụng phải chỉ có con đường chết. Núi lửa phun trào chỉ áp chế khí thức cuồng bạo mà thôi, nếu chúng một ít khí thức của nó, như vậy chắc chắn phải chết. Tiểu Hàn Tử, này, Tiểu Hàn Tử, phía sau có tiếng kêu nhiệt tình vang lên, chỉ thấy đại hắc cầu chạy tới, đừng xem nó chỉ dùng hai cái đùi, có thể tốc độ cũng là mau kinh người, rất nhanh thì đuổi theo. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, nói, ngươi chạy tới nơi này làm gì, chẳng mấy chốc cầu ra sẽ đi xa, nhớ tới tiểu tử ngươi nên cố ý chạy tới. Đại hắc cầu vỗ vai Lăng Hàn, ngươi xem, cầu ra nghĩa khí lắm đấy, Lăng Hàn cười ha hả, con chó chết này gây cho hắn bao nhiêu phiền toái. Nghĩa khí, ngươi không có tu hành dịch hỏa thuật, tại sao có thể không nhìn hỏa nguyên nơi này? cho dù huyết long giáp cũng không có năng lực phòng hộ mạnh như vậy. Người xem, ngay cả cường giả tiên phủ không dám vào, thăng nguyên cảnh không biết, tại sao một con chó chết như ngươi lại có thể vào. A à hát, chuyện này, đại hắc cầu gái gái đầu, đột nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, cảm khái nói. Khí trời hôm nay thật tốt, trăng sáng trên cao, mặt trời rất lớn. Cút con mẹ nó đi, tiểu hắc, rốt cuộc ngươi là ai? Lăng Hàn hỏi thăm, đại hắc cầu này tuyệt đối là yêu nghiệt vượt qua chảm trần, trước kia nó lấy tu vi sáng thế cảnh cắn lão tổ tứ chảm, đây là chuyện phi thường không thực tế. Chí ít lăng hàn cho tới bây giờ chưa nghe qua kẻ nào yêu nghiệt như vậy. Trong mắt đại hắc cầu xoay tròn, nói, đến lúc này, cầu ra cũng không muốn lừa gạt ngươi nữa. Thật, bản tọa chính là phụ thân của ngươi nhiều năm. Cốt, lăng hàn đá một cước tới, không ngờ dám chiếm tiện nghi của hắn. Đại hắc cầu suy nghĩ, cuối cùng nói, được rồi, bản tọa cũng sắp rời đi, cho dù nói cho ngươi biết cũng không có gì, tránh trong lòng ngươi có may mắn luôn ỉ vào cầu ra. Nói xong nó ngạo nghễ nói, bản tọa chính là tiên vương. Phốc, lăng hàn cười phun ra, chó chết này là tiên vương. Có tiên vương nào có bộ dạng như vậy? Hắn cười ha ha, tiếng cười của hắn càng lúc càng nhỏ, sau đó nhìn chầm vào đại hắc cầu. Bởi vì sắc mặt đại hắc cầu càng lúc càng nhỏ, tuyệt đối không có dáng dấp vui đùa. Nếu như đổi chỗ khác, cho dù đại hắc cầu có vẻ mặt như thế lăng hàn cũng sẽ cho rằng đối phương đang giả vờ, nhưng vấn đề nơi này ngay cả tiên phủ cảnh cũng không vào được, như vậy thực lực của đại hắc cầu tuyệt đối không thấp hơn thăng nguyên cảnh. T, chó chết này nói muốn đi trộm nội khố của linh diệu tiên vương, có thể nói đùa sao? Đúng là chó hoang mà, thật là tiên vương, lăng hàn cường điệu nói, đại hắc cầu nói, thời điểm bản tọa năm đó hành hành thiên hạ phong quang cỡ nào. Vô số nữ nhân tiên vương tranh nhau làm thú cưới của bản tọa, bản tọa cũng chỉ chọn vài người xinh đẹp nhất, còn đẹp hơn thê tử của ngươi một chút nó liếc mắt nhìn nữ hoàng, Lăng Hàn nghiêm túc nói, tại sao muốn giúp ta? Đại hắc cầu chỉ chỉ đan điền Lăng Hàn, cười nói. Tên kia không có nói cho ngươi biết, tiểu tháp, Lăng Hàn run sợ, quả nhiên đại hắc cầu quen biết tiểu tháp tuyệt đối là quen thuộc, Lăng Hàn nói. Không có, chương 1988, thiên hỏa tiên vương. Đại hắc cầu gãi gãi đầu, nói, bản tọa trước kia là tiên vương tuyệt đỉnh, không phải bát trọng chính là cửu trọng, cũng không biết xảy ra chuyện gì lại bị thương nặng tiến nhập trạng thái an nghỉ khôi phục thương thế, một giấc mộng là vạn cổ. Chờ bản tọa xuất hiện trên đời lần nữa tu vi rơi xuống đáy cốc, cũng không nhớ được chuyện trước khi bị thương, thẳng đến khi tiến vào tiên vực mới giác tỉnh một chút ký ức, tu vi cũng trở về, trên thăng nguyên, dưới tiên vương. Dù sao cửa ải tiên vương này quá khó vượt qua, nghe đại hắc cầu nói như vậy, lăng hàn có cảm giác như đang nằm mơ. Con chó hoang này chẳng những là tiên vương, có khả năng là đỉnh cao nhất, không phải bát trọng chính là cửu trọng. Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi giúp ta. Lăng Hàn hỏi lần nữa. Thực lực của ngươi hiện tại quá yêu, biết rõ quá nhiều không phải quá tốt với ngươi. Vốn cầu ra muốn chỉ điểm ngươi con đường tiến vào tiên vương, nhưng khi thực lực cầu ra tăng lên, ta đoán có mấy lão quái vật sinh ra cảm ứng, nếu ta ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Hàn im lặng, có thể làm tiên vương bất trọng cửu trọng xưng là lão quái vật, đó là tồn tại thế nào? Tuyệt đối là tiên vương cửu trọng, hắn hồi tưởng lại, tuy y hắc cầu nhiều lần chọc phiền toái cho hắn nhưng cũng xem như ma luyện hắn. Mặt khác, cho dù đại hắc cầu không đi chiêu chọc, ví dụ như tử hà băng vân, lang hàn không sinh ra xung đột với nàng sao. Vì thiên đạo ngọc, khẳng định khó tránh sẽ ác chiến với nhau một trận, tâm tính của tử hà băng vân vô cùng hung ác, hai người đến cuối vẫn phải tử chiến. Đại hắc cầu chỉ làm trận xung đột này phát triển sớm hơn mà thôi. Lại nói nếu thật có cường giả ra tay, dùng thực lực đại hắc cầu cũng có thể hóa ra yêu tất cả chỉ vì ma luyện Lăng hàn mà thôi. Đương nhiên, đại hắc cầu tuyệt đối không phải đồ tốt, hãm hại lừa gạt, lại nhìn chằm chằm vào nội khố của một tiên vương khác, chuyện này cũng chỉ có đại hắc cầu làm được, cũng chỉ có nó mới có thể suy nghĩ. Trước khi đại hắc cầu cho hắn một ít ý kiến tu luyện, nhất là ngũ trảm, đây là đạo khảm phải vượt qua nếu muốn bước vào con đường tiên vương, nếu như Lăng hàn đần độn, u mê bỏ qua, hắn sẽ hối hận không kịp. Ngọn núi lửa này là chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, đại hắc cầu nhìn đỉnh núi, thần thái có vẻ cô đơn, nói. Nơi này chôn cất một bằng hiếu cũ, lúc trước trùng kích tiên vương cửu trọng thất bại, di hài chôn cất tại nơi này, đó là dựa theo ý của hắn, nguyện dùng ý chí vô số năm tháng của mình lưu lại tinh hoa thuần túy, từ đó giúp kẻ đến sau thoát thai hoán cốt. Thân thể lang hàn run rẩy nói, tuy tiên vương cửu trọng là vô thượng đỉnh phong, nhưng tiên vương bát trọng cũng không cần vì thế mà trả giá bằng tính mạng chứ. Nếu đã tới tiên vương bát trọng, trên đời này không có mấy người là đối thủ, lại có thọ nguyên vô hạn làm gì vội và trùng kích cửu trọng như thế có lẽ tf qua vài kỳ nguyên lại đi thu thập vô số thiên địa bổn nguyên tiên dược chẳng phải nắm chắc sẽ càng lớn hơn sao tại sao phải liều chết chứ tiểu tử ngươi không hiểu đại hắc cẩu vỗ vỗ vai lăng hàn từ mặt ngoài mà nhìn thì thế giới này bình tĩnh nhưng trên thực tế dưới cái bình tĩnh này ẩn chứa sát cơ vô cùng đáng sợ mau chóng phát triển bằng chờ phong bạo hắc ám kéo tới tất cả đều bị tiêu diệt lăng hàn biết rõ nếu như hỏi tiếp đại hắc cầu chắc chắn sẽ không trả lời, cũng như tiểu tháp, liên quan tới vấn đề có tính mấu chốt sẽ không đáp, một câu thực lực của ngươi còn quá yếu. Hắn chậm rãi gật đầu, mặc dù hiếu kỳ phong bạo hắc ám là cái gì nhưng hắn hiện tại trọng điểm phải tăng tu vi và thực lực. Vị tiên vương này có quan hệ gì với cửu thiên hỏa? Lăng Hàn hỏi, đại hắc cầu cười ha ha, nói, thiên địa bổn nguyên có thể diễn hóa, ví dụ như ngươi đạt được thiên đạo ngọc, do thiên địa bổn nguyên uẩn dưỡng sinh ra, nó không còn là thiên địa bổn nguyên. Mà cửu thiên hỏa cũng có thể tiến hóa sinh ra linh trí, từ nay về sau không còn là thiên địa bổn nguyên, mà là sinh linh, lăng hàn cả kinh, nói, ngươi nói là, vị tiên vương này là cửu thiên hỏa biến thành. Khó trách vừa rồi cửu thiên hỏa lại kích động như thế. Không sai, đại hắc cầu gật đầu, nói, vị tiên vương này được xưng là thiên hỏa tiên vương, am hiểu dịch hỏa, sau khi hắn hóa đạo, một tia tàn diễm trăm triệu năm bất diệt cho nên sinh ra cửu thiên hỏa mới, mà di hải thiêu đốt vô số trăm triệu năm đã hóa đi tiên vương sát khí, chỉ còn lại tinh hoa chi lực. Về sau bổn tọa dùng tinh hoa chi lực này rèn luyện ngươi, không đề cập tăng tu vi, chỉ tăng cường đạo cơ, giúp ngươi ngày sau có thể bước vào đỉnh phong. Người khác không thể vận dụng lực lượng này, Lăng Hàn hỏi, đương nhiên, đại hắc cầu ngạo nghễ, thiên địa bổn nguyên biến thành, nếu không có bổn tọa ra tay, hắn thả rằng để những tinh hoa này quay về thiên địa. Lăng Hàn càng hiếu kỳ, theo lời đại hắc cầu nói mà nhìn, kỳ thật thiên hỏa tiên vương trùng kích cửu trọng thất bại nhưng vẫn sống sót, hắn lại chủ động buông tha sinh nghiệp, dùng tinh hoa của mình thành toàn kẻ đến sau. Tình cảm sâu đậm như thế làm cho Lăng Hàn bội phục. Đến, tiểu tử, chuẩn bị trăm triệu năm chỉ vì một phút vinh quang. Đại hắc cầu nghiêm túc nói ra, có được tiên vương tinh hoa rèn luyện, cũng có thể giúp người nắm chắc khi tiến hành ngũ trảm. Cửu thiên hỏa thành đạo, trảo qua trăm triệu năm tự luyện, lưu lại tinh hoa chỉ có thể giúp nắm chắc một ít khi tiến hành ngũ trảm, ngũ trảm quá khó. Ngũ trảm vốn thập phần khó khăn, hơn nữa căn cơ của người quá yếu, vừa không có nội tình của tiên vương đại giáo đỉnh cấp cường hóa, tuy người từ tiểu thế giới đi tới bước này, người tu mỗi cảnh giới tới mức hoàn mỹ nhưng nội tình nha, nội tình quá yếu. Đại hắc cầu thập phần cảm khái, nói, hiện tại mới thật sự giúp người nghịch thiên cải mệnh, Lăng Hàn cũng không tin, hắn không kém bất cứ thiên tài nào, người xem, Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong lúc trước là truyền nhân thế lực tiên vương, còn không phải bị hắn chém giết, hơn nữa cảnh giới của hắn còn thấp hơn một ít đấy. Đại Hắc Cầu nhìn ra hắn không phục, lúc này cười suy, nói. Ngươi cho rằng bổn tọa so sánh ngươi với đám cặn bã trong cặn bã kia sao? Sai, có thể lọt vào mắt của cầu ra, ít nhất cũng phải là truyền nhân được tiên vương thất trọng bồi dưỡng. Trường 1989, thiên tài như mây, người xếp thứ mấy? nếu ngươi gặp được mới biết thiên kiêu như vậy đáng sợ cỡ nào. Tại nơi nhỏ thế này, thế lực tiên vương căn bản không thể bồi dưỡng ra truyền nhân tiên vương, trong đại giáp chính thức, người được chọn trở thành thánh tử thánh nữ phải là người nhất định có thể thành tựu tiên vương, khác biệt ở chỗ ngày sau đạt tới mấy trọng mà thôi. Nghe đại hắc cầu nói thế, ngạo khí của Lăng Hàn bị đánh tan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Như vậy thế lực tiên vương không ít, Lăng Hàn hỏi, ha ha, từ đều là Tây tiên vực mạnh hơn Đông tiên vực, nhưng đông tiên vực cũng có vài đại giáo tiên vương cửu trọng, người cách bọn họ quá xa cho nên không nhìn thấy thiên kiêu chân chính là thế nào. Đại Hắc Cầu nói ra, không phải bổn tọa đả kích ngươi, hiện cho dù ném ngươi vào trong đám người kế thừa tiên vương, người tối đa chỉ xếp hạng trung hạ du. Lăng Hàn lại không phục, nói, đừng quên ta có hai đạo thiên địa bổn nguyên, đã tính vào, người mới có thể xếp vào trung hạ du, nếu không, ha ha. Đại Hắc Cầu lắc đầu, quả thật Lăng Hàn bị đả kích, chiến ý thiêu đốt hừng hực, nói. Như vậy sau khi ta nghịch thiên cải mệnh thì sao? Trung bình, hoặc là trung thượng du? Đại Hắc Cầu trả lời không phải rất khẳng định, tối đa cũng chỉ là trung thượng du. Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt không tin, chẳng lẽ con cháu hoang chết tiệt này cố ý đả kích hắn? Cho dù kích thích chiến ý của hắn cũng không cần phỉa như thế. Hắc hắc, nếu bổn tọa nói cho người biết, có người tu chảm trần tới mức hoàn mỹ, liên tục trùng tu ngàn lần, người có cả kinh tới mức không dám thả dám hay không? Đại Hắc Cẩu cười nói, Lăng Hàn giật mình nhưng qua một lúc lâu mới nói, trùng tu ngàn lần, chỉ vì đánh bóng chạm trần cảnh tới mức hoàn mỹ. Đại Hắc Cẩu gật đầu, nói, tuy vạn lưu quy tông, mục tiêu tu luyện là vì nắm giữ đại đạo, có lẽ một vạn người vượt biển sẽ có một vạn biện pháp vượt biển, thành đạo cũng như thế. Cùng là chạm thiên địa cũng có khác biệt quá lớn, bồn tọa biết rõ một quái tài, hắn mỗi một lần chạm trần đều chém một đại đạo, sau khi trải qua năm lần lại buông tha nhục thai, hắn trùng tu sau đó tiếp tục chạm, thời điểm chạm đến chạm không thể chạm thì hắn đã bước vào phân hồn. Lăng Hàn há hốc mồm, đây là quái vật như tế nào? Không phải nói, bổn mạng chi thân là tốt nhất sao, cho dù không phải tiên thai cũng không dễ dàng dứt bỏ. Hắn hỏi, đúng là như thế, đại hắc cầu gật đầu, nếu ngày sau ngươi có thể thành tiên vương, vậy cho dù không phải bổn mạng chi thân cũng có thể dung hợp hoàn mỹ, nếu ngươi không có tin tưởng thành tựu tiên vương thì còn dày vò cái dám gì? Lời này, có lý, Lăng Hàn hứng thú, nói, sau khi ta tu tới ngũ trảm, cũng buông tha thân thể này trùng tu vài lần. Không được, đại hắc cầu lập tức phản đối. Thứ nhất, bộ dạng thân thể của ngươi được bất diệt thiên kinh rèn luyện, căn bản không thể bỏ qua, nếu như ngươi bỏ qua thân thể này, cho dù đoạt xá trọng sinh, đạo của ngươi cũng bị đoạn, không có khả năng thành tựu. Phương pháp tu hành khác nhau, quyết định ngươi không thể làm được. Thứ hai, không có nhiều thời gian cho ngươi đâu, ngươi phải chảm một cách hoàn mỹ, cho dù không chảm triệt để như những quái vật kia, vậy sau này còn có thể chậm rãi tu hành lại, hơn nữa cũng không kém quá nhiều. Bất diệt thiên kinh, đó là công pháp tôi luyện thể phách mạnh nhất trên đời, dùng thể chứng đạo, không kém hơn bất cứ kẻ nào. Nội tâm lăng hàn máy động, đại hắc cầu cũng biết bất diệt thiên kinh, nó và chủ nhân tam giới tháp có liên hệ gì. Quái tài ấy là ai, hôm nay như thế nào? Đại hắc cầu nhìn lăng hàn liếc, ung dung nói, ngươi đã từng nghe qua người này, còn nghe nói qua, ai, ngự hư tiên vương, đại hắc cầu nói ra, dừng một chút và nói, lúc ấy tên này đã thành tiểu tiên vương bát trọng, hơn nữa còn cách cửu trọng một bước mà thôi, đoán chừng hiện tại hắn đã là cửu trọng. A à, hát, hát hát tiên vương cửu trọng, Lăng Hàn nghĩ tới người này, lúc trước tiên vương của thành gia cũng là tồn tại cực kỳ châu bò, nhưng cuối cùng bị mấy vị tiên vương liên thủ đánh bại không biết tung tích, mà ngự hư tiên vương ra tay xóa cả thành gia. Nếu như ngự hư chân đã thành tiểu tiên vương cửu trọng, thù này làm sao báo? Ngự hư tiên vương là phong tình điện, Lăng Hàn vừa lên tiếng, hắn liền bị móng vuốt đại hắc cầu che miệng lại, không cho hắn nói tiếp. số tiểu tử, người muốn chết sao? có chút danh hào không thể nói lung tung, vừa nói sẽ dẫn động mấy lão quái vật cảm ứng. cho dù người ở nơi hẻo lánh nào của tiên vực, thần thức của bọn họ cũng tới ngay lập tức. đại hắc cầu lớn tiếng kêu lên, nước miếng phun lên mặt lăng hàn. không chỉ đại hắc cầu, tiểu tháp cũng cảnh cáo hắn, có chút phong hào của tồn tại vô thượng không được nói ra khỏi miệng. ngự hư tiên vương đạt tới cửu trọng nói ra tên hắn cũng không gặp đại hắc cầu phản ứng kịch liệt như thế, vì cái gì nói tới phong tình điện lại kích động như vậy. Chỉ có thể nói trong phong tình điện có tồn tại cường đại hơn. Chúa tể trí cao trong tiên vương cửu trọng sao, lang hàn không có hỏi nữa, nhìn bộ dạng đại hắc cầu bộ hận không thể chắn miệng của hắn, hắn làm gì dám nói thêm. Tiểu tháp cũng nói hắn muốn biết mọi việc xảy ra, thực lực tiên vương là yêu cầu thấp nhất. Tiên vương cửu trọng, một bước lên trời, ba người lên núi, đại hắc cầu nói tới chuyện của thiên hỏa tiên vương. Năm đó chính là đại giáo, đáng tiếc từ khi thiên hỏa tiên vương hóa đạo thì đại giáo cũng giải tán, các đệ tử đều rời đi, nơi này biến thành nơi thiên hỏa tiên vương chôn xương. Bởi vì thiên hỏa tiên vương còn có một sứ mạng, chính là muốn luyện hóa chính mình trở về bổn nguyên, thành toàn hậu nhân. Nhưng thời gian quá ơ đíp, đại hắc cầu là bằng hiếu cũ của thiên hỏa tiên vương thủ hộ, nhưng hắn lại bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên không có cường giả thủ hộ nơi này, bởi vậy về sau lôi vân tiên vương, từ Hà Tiên Vương đi vào nơi này triển khai đại chiến cướp đoạt tiên kim. Nhưng bọn họ không phát hiện ra bí mật của thiên hỏa tiên vương, hoặc có thể nói tiên vương bát trọng cho dù chết thì thủ đoạn của hắn cũng không phải tiên vương nhất trọng có thể hóa giải. Nghe tiền căn hậu quả như thế liền hiểu, bọn họ nhanh chóng đi lên đỉnh núi, đại hắc cầu bảo nữ hoàng đứng xa, sau đó bắt đầu lầm bẩm với đỉnh núi. chương 1990, luyện hóa tiên vương tâm thượng. Miệng nó lầm bẩm đột nhiên trên mặt đất xuất hiện cột sáng, Bắt đầu từ miệng núi lửa, một đường lan tới chân núi, sau đó có tới 108 cột sáng xuất hiện. Oanh, những hào quang này bay thẳng lên trời, cả ngọn núi lửa bắn tung tóe Núi lửa rung động rất mạnh, âm 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 âm, vô số huyết long thạch bắn ra khỏi miệng núi lửa, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đám người đứng trong hạp cốc xa xa khiếp sợ nhìn sang. Kinh biến như vậy chưa từng xảy ra, đây là bởi vì lăng hàn sao. Lại nói chuyện này quá không tưởng tượng nổi, cho dù cường giả tiên phủ cảnh cũng không thể đặt chân chỉnh là một tam chảm có thể làm lớn như thế nhưng muốn nói không phải biến hóa như thế này chưa từng xảy ra vì cái gì lăng hàn vừa đi vào lại phát sinh mà ở gần đó nhu yêu nữ chật vật trở ra hiện tại thiên địa hỏa nguyên vô cùng cuồng bạo cho dù nàng tu hành dịch hỏa thuật cũng gánh không được đành phải lui lại khá tốt nàng nhặt được huyết long thạch nhiều tới kinh người cho dù rời khỏi bí cảnh cũng không lỗ oanh 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 núi lửa bạo động dung nham nóng chảy phun thẳng lên trời lại quỷ dị không rơi xuống, mà là 108 đạo hào quang trên trời càng lúc càng sáng. Đại địa chấn động, ngọn núi lửa đã rất cao, sau đó chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, ngọn núi lửa cao hơn trước. Lăng Hàn và Nữ Hoàng đều nghẹn ngào, bởi vì ngọn núi lửa là một cái sừng. Dưới nền đất là một thân ảnh cực lớn leo ra, hình người nhưng trên chắn có một cái sừng, vào lúc này còn có nham thạch nóng chảy phun ra ngoài. Hắn như cự nhân đỉnh thiên lập địa, nghĩ lại chỉ cái sừng đã có thể xuyên qua tầng mây, như vậy cả thân thể to lớn cỡ nào. Hắn đứng ngạo nghễ tỏa ra khí phách bế nghĩa thiên hạ, khí thế như biển, cho dù kẻ nào cũng phải phủ phục trước mặt hắn. Tiên vương bát trọng, bằng hữu cũ, rốt cục lại gặp mặt, đại hắc cầu tràn ngập cảm khái lên tiếng, người đi trước một bước ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, cũng đẩy vô số phiền toái lên người cầu ra. Ai có thể để cầu ra sống đây, nên làm vẫn phải làm mà. Yên tâm, ta sẽ đốt đồ lót của linh diệu tiên vương cho ngươi, năm đó chúng ta không thể nhìn lén linh diệu tiên tử tắm rửa, đồ lót cho ngươi, sau khi ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Đại hắc cầu cứ lẩm bẩm nói đều những việc hoang đường cùng làm với thiên hỏa tiên vương, khóe miệng của lăng hàn co giật, hoài nghi có phải hai gia hỏa này làm chuyện thất đức nên mới bị lão thiên gia trừng phạt. Tiểu tử, đến, đột nhiên đại hắc cầu lên tiếng, lăng hàn tiến lên một bước, hắn vận chuyển nguyên lực sau đó quy tắc chi lực xuất hiện, nhất là cửu thiên hỏa, nó bốc cháy hừng hực đại hắc cầu lại bấm pháp quyết chỉ dẫn cự nhân trên bầu trời. Ngực của cự nhân sáng lên, một khối đá như nắm tay bay ra, nó vẫn bốc cháy dữ dội. Đây là trái tim, nó vốn cực lớn nhưng bị chính hắn tự luyện hóa nên thu nhỏ chỉ còn lớn như nắm đấm mà thôi. Trái tim nhỏ này bay thẳng về phía đại hắc cầu. Nếu như đổi thành tiên phủ cảnh mà nói, trái tim bay tới khẳng định là một kích cực mạnh, nhưng đại hắc cầu đã từng là tiên vương, cho dù hiện tại tu vi giảm xuống nhưng vẫn có thể phát huy vượt qua cảnh giới lại nói nó cũng biết rõ nên xử lý như thế nào. Định, đại hắc cầu rũi móng vuốt ra, hỏa diếm tâm bất động, sau đó chậm rãi bay tới đỉnh đầu của Lăng Hàn. Nhắm mắt bình tâm, vận chuyển dịch hỏa thuật, Lăng Hàn làm theo sau đó ngồi xuống, đại hắc cầu lại điểm một chỉ, hỏa diếm tâm tỏa ra hào quang sáng ngời và rót vào người Lăng Hàn. Phân một tia tinh hoa của ngươi ra, ta giúp ngươi đột phá tam trảm, sau đó giúp tiểu tử này hoàn thành nghịch thiên cải mệnh, chỗ tốt còn lại sẽ do ngươi hấp thu đại hắc cầu dơ móng vuốt ra, hỏa diễm tâm phân một phần nhỏ bay về phía nữ hoàng. Một đám lửa nhỏ này xuất hiện trên đỉnh đầu nữ hoàng sau đó lại rót hỏa diễm vào thân thể nàng. Nữ hoàng cũng ngồi xuống, hấp thu chỗ tốt, nàng không có chút xấu hổ nào, bởi vì hành vi của mọi người trong mắt nàng là đương nhiên, nàng cần gì khách khí chứ. Oanh, trong người lăng hàn xuất hiện biến hóa như long trời lở đất, mỗi một tế bào đều hóa thành thế giới, nhưng dùng hỏa diễm chi lực rèn luyện cho nên phát triển còn mạnh hơn trước thiên truy bách luyện xuất kỳ tích, giống như thần thiết 20 dài vĩnh viễn không có khả năng biến thành tiên kim nhưng có thể thông qua tầng tầng điệp ra, không ngừng tăng cường độ đạt tới thập tinh chuẩn tiên kim, cách tiên kim chỉ một bước ngắn mà thôi. Lăng Hàn cũng giống như vậy, thân thể của hắn không đủ hoàn mỹ, tiên vương diễm bắt đầu trợ giúp hắn rèn luyện tạp chất trong người, chỉ để lại bộ phận tinh hoa nhất mà thôi, đó cũng là phần cường đại nhất sau đó lại dùng tinh hoa bản thân tiên vương lớn mạnh Lăng Hàn. Bằng không quang luyện không bổ, Lăng Hàn chắc chắn sẽ bị đốt chết. Dù là như thế, hắn cũng rên rỉ một hồi, quá trình này quá thống khổ, xâm nhập thức hải, cho dù đánh hắn ngất xỉu cũng vô dụng, hắn vẫn có thể cảm giác rất rõ ràng. Đây là cải tạo một cách triệt đề, Lăng Hàn không phải tiên thai, nhưng tiên thai là cái gì? Tổ tiên có tiên vương, sau đó một đoạn tiên vương quy tắc hiển hóa trên người hậu đại tạo thành tiên thai, có được năng lực cường đại, cùng dai vô địch. Hiện tại một vị tiên vương bát trọng vẫn lạc nhưng tự luyện thân thể, tinh luyện tinh hoa thành toàn Lăng Hàn, nó không đủ gia tăng căn cơ của lăng hàn hay sao phải biết rằng thiên hỏa tiên vương năm đó có tư cách trùng kích cửu trọng mặc dù không có thành công nhưng không thể phủ nhận hắn cường đại hơn nữa hắn là cửu thiên hỏa đắc đạo là thiên địa bổn nguyên dưỡng dục thành hiện tại tặng tinh hoa cho hắn nó chân quý cỡ nào thân thể lăng hàn đang phát triển theo hướng tiên thai là giống như tiên thai nhưng kỳ thật tranh lệch cũng có khác biệt lớn ngươi là tiên vương nhất trọng lưu lại mảnh vỡ quy tắc có thể so sánh với tiên vương bát trọng sao hơn nữa còn là tiên vương bát trọng cực kỳ cường đại, hơn nữa còn là tự luyện bản thân tặng lại cho hậu nhân. Lăng Hàn cố nén thống khổ, hắn vận chuyển dịch hỏa thuật, dẫn dắt hỏa diễm rèn luyện thân thể, mà bất diệt thiên kinh cũng hoạt động, thủ hộ thần hồn suy yếu của hắn, bằng không thần hồn sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt sụp đổ. Bằng hữu cũ, suốt cuộc ngươi cũng có thể an nghỉ rồi. Đại Hắc Cầu cưỡi huyết long giáp ra, bởi vì hiện tại không cần dùng nó che giấu tai mắt người khác. Chương 1991, luyện hóa tiên vương tâm hạ. Đương nhiên, nó không cởi sạch đồ trên người, bằng không hắn sẽ cởi sạch. Cự nhân tươi cười gật gật đầu, sau đó thân thể nứt vỡ hóa thành vô số đạo hỏa diễm bắn khắp bốn phía, sau đó hỏa diễm chân áp, khí tức cuồng bạo trong tiềm long bí cảnh biến mất sạch sẽ. Chỉ là tiên vương nhất trọng, trong mắt tiên vương bát trọng chính là cặn bá, khí tức bọn họ lưu lại bị xóa bỏ dễ dàng. Mười ngày sau, nữ hoàng thét dài, nàng được tiên vương chi lực nâng lên sau đó đẩy cánh cửa tam trảm ra nàng bắt đầu độ kiếp, trong lúc cuồng lôi càn quét bữa bãi, nàng chém ra một đao thứ ba với thiên địa, dẫn tới thiên địa tức giận, thiên đạo cũng phải tuân thủ quy tắc, lúc này khí tức tan biến, khôi phục bình thường. Nữ hoàng còn chưa kịp nói chuyện, đại hắc cầu lại điểm một chỉ lên hỏa diễm tâm, lại phân ra một bộ phận quán chủ vào người nữ hoàng, nữ hoàng chỉ có thể ngồi xuống tiếp nhận cải tạo. Nàng vốn là tiên thai, lần cải tạo này không thể giúp nàng có hỏa diễm tiên thai, mà là tăng lên trên cơ sở vốn có, từ đó giúp nàng cường đại hơn. Đại hắc cầu chắp hai tay sau lưng, thần thái vô cùng nghiêm túc. Thời gian a hát thời gian, thời gian là thứ thiếu nhất, hắc ám sắp tới, tiểu tử này có kịp phát triển hay không? Nó thì thào, mấy lão quái vật này không có tâm tiến thủ, không muốn bình định hắc ám, lại thích dẫn lửa thiêu thân, đấu tranh nội bộ, tuyệt đối không thể để bọn chúng phát hiện tiểu tử này, nếu không bố cục trăm triệu năm biến thành mây khói. Tiểu tử, người ngàn vạn đừng chết, tuy con đường tương lai của ngươi vô định và gian nan, thậm chí chỉ có thể đồng hành cùng cô độc, đối địch với thế gian nhưng cũng chỉ có ngươi mới có thể đi tới cuối cùng. Bởi vì ngươi là hy vọng duy nhất mà thiên tôn lưu lại. Lăng Hàn không cách nào nghe được, tâm thần của hắn hiện tại đang đấu tranh với hỏa diễm chi lực, muốn dẫn hỏa diễm cải tạo triệt để, từ đó chậm rãi tăng tư chất của hắn lên. Nhớ lại cổ đạo lúc trước 10 thế mới thành tiên thai, tuy bây giờ dựa vào thủ đoạn tiên vương phát huy nhưng không có khả năng một lần là xong. Một năm, hai năm, năm năm, không sai biệt lắm vào năm thứ 10 khi Lăng Hàn tiến vào nơi đây, hỏa diễm tâm mới bắt đầu ảm đạm tốc độ này rất nhanh, vừa mới bắt đầu đã tối đi rất nhiều, qua ba ngày liền dập tắt. Một trận gió thổi qua, hỏa diễm tâm biến thành cho bụi. Tất cả những gì từng thuộc về thiên hỏa tiên vương cũng biến mất, giống như hắn được thiên địa dưỡng dục, hiện tại cũng hoàn trả lại thiên địa. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đồng thời mở mắt đứng lên, tam trảm đỉnh phong, cho dù tiên vương tinh hoa cải tạo thân thể của bọn họ là chủ yếu, nhưng chỉ cần một tia tinh hoa dùng tăng tu vi cũng vô cùng kinh người, cũng giúp bọn họ đạt tới tam trảm đỉnh phong. Cần phải trảm đao thứ tư, thủ đoạn của tiên vương không thể thay thế được, chỉ có thể thông qua chính mình lĩnh ngộ. Đây là cái gì đại hắc cầu muốn nữ hoàng đột phá tam trảm trước, nếu không sẽ lãng phí tinh hoa chi lực một cách vô ích. Tiểu tử, về sau tự giải quyết cho tốt, xông nhiều họa một chút, bằng không cầu ra xấu hổ khi làm bạn với ngươi. Đại hắc cầu vuốt móng vuốt, nói, được rồi, nhiệm vụ của bổn tỏa đã hoàn thành, hiện tại nên đi thực hiện tâm nguyện nhiều năm của mình nó mở bốn chân bay lên cao, lúc này biến mất không thấy bóng dáng. Đại hắc cầu đi, vô cùng tiêu sái. lang Hàn nhìn bọn họ biến mất, lúc này cũng thở dài, đại hắc cầu tái xuất sang hồ, không biết có bao nhiêu người chịu khổ độc thủ, hắn cũng bị ai cho những người đó trước. Hắn và nữ hoàng nhìn nhau cười cười, sau đó cất bước đi. Tiên thai của ta cường đại hơn, nữ hoàng nói, hỏa diếm của tiên vương rèn luyện thân thể, tiên thai của nàng tiến thêm một bước, Tuy có thể hóa thành chín phân thân nhưng chiến lực của mỗi phân thân mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tuy nàng không có chuyển hóa thành thể chất hỏa diễm nhưng cũng chiếm chỗ tốt từ hỏa diễm quy tắc, thể chất trở nên thân hỏa, thiên địa hỏa nguyên có thể hạ bút thành văn, thuyên chuyển nhanh chóng. Tiên nhân cường đại ở chỗ vận dụng quy tắc, trực tiếp dùng đại đạo nghiền áp, cho dù là sáng thế cảnh có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, chảm Trần gặp phải cũng bị nghiền áp. Quy tắc áp đảo trên lực lượng, có thể thuyên chuyển quy tắc cũng là quá trình hình thành chiến lực, càng thân cận đại đạo tốc độ thuyên chuyển quy tắc tốc độ càng ngày càng tự nhiên, hai người có cùng cảnh giới với nhau, một phương thuyên chuyển quy tắc nhanh hơn, nói không chừng sẽ miểu sát tên còn lại. Cho nên Đại Hắc Cầu nói Lăng Hàn đối mặt với thiên kiêu chính thức cũng chỉ xếp vào Trung Hạ Du, lời này không phải đả kích Lăng Hàn. Hiện tại nữ hoàng vận dụng hỏa hệ quy tắc càng nhanh và càng dễ dàng, có thể đồng thời dẫn động một lúc, hơn nữa uy lực của quy tắc cũng mạnh hơn rất nhiều. Người thì sao? Nữ hoàng hỏi, Lăng Hàn cười cười, trên người hắn bộc phát từng đạo hỏa diễm, thân thể lại hóa thành hỏa diễm. Ta tu thành hỏa diễm tiên thai, trừ càng thân cận với hỏa diễm quy tắc ra, còn có thể tương hợp với hỏa hệ đại đạo, tạm thời gia tăng chiến lực. Nói như vậy, tiên thai đều là như thế ế này, một là thân cận quy tắc, hai là có thể thuyên chuyển quy tắc chi lực vượt qua cảnh giới, nhưng làm như vậy không bền bỉ, có đôi khi phải trả cái giá lớn. Một kích mạnh nhất của người mạnh cỡ nào, nữ hoàng hết sức tò mò, lang hàn suy nghĩ, nói, cho dù tử hà băng vân, lạc phục sinh, ta có thể dùng một kích tiêu diệt bọn họ. Đương nhiên đây là sau khi tương hợp với hỏa hệ đại đạo, từ đó mượn chiến lực. Nữ hoàng cười duyên, Lăng Hàn càng cường đại, nàng càng vui vẻ. Đến lúc này Lăng Hàn cũng hiểu rõ đại hắc cẩu không có lửa gạt hắn, tiên vực có tồn tại rất nhiều siêu cấp thiên tài vượt xa hắn. Không nói cái khác, chỉ nói thân cận với đại đạo đã có thể kéo dài khoảng cách giữa hai bên quá xa. Nội tình tiên vương thất trọng, bát trọng, cửu trọng vô cùng đáng sợ, tích lũy vô số kỷ nguyên, bảo vật vô số, hoàn toàn có thể tạo nên thiên tài cường đại nhất thế gian. Vậy thì cứ so sánh với thiên kiêu, lăng hàn hào tình vạn trưởng, từ tiểu thế giới một đường đi tới bây giờ, hắn không biết dẫm lên bao nhiêu thiên tài, về sau cũng không ngoại lệ. Nữ hoàng tự tin 10 phần, nàng vốn có tiên thai, hiện tại gia tăng uy lực thật lớn, nàng cũng không thua gì các thiên kiêu đỉnh cấp. chương 1992, vòng vây, hiện tại đi xuống núi, bọn họ trở lại hạp cốc, chỉ thấy người nơi này đã rút khỏi, nơi đây trống không. Tuy sát khí không còn, mọi người lại không biết xảy ra chuyện gì, cảm thấy kỳ hạn 10 năm không còn bao lâu, tự nhiên liên tục rời khỏi, không ai dám cầm tính mạng của mình ra đùa giỡn. Lăng Hàn và Nữ Hoàng không dừng lại, lập tức đi ra ngoài bí cảnh. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, không qua mấy ngày đã vượt qua đam người cuối cùng, sau đó lại vượt qua nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thời điểm bọn họ đi ra khỏi bí cảnh cũng đã đuổi kịp một nửa người lúc trước. Bên ngoài bí cảnh vô cùng náo nhiệt, có người vui mừng tự nhiên cũng có người buồn, vui mừng đương nhiên là người trong nhà đi ra ngoài, còn mang theo huyết long thạch, mà buồn chính là không có người nhà ra ngoài, lo lắng chết ở bên trong. xảy ra đại sự, lúc này có người gọi, lần này trong bí cảnh có hung nhân tuyệt thế giết rất nhiều thánh tử thánh nữ, không tệ, thiên triệu điền, bắc huyền minh, bắc phố hùng đều bị hung nhân này giết. hung nhân này gọi là lăng hàn, lúc này đại danh lăng hàn cũng truyền khắp nơi, tất cả thế lực đều biết hành vi của hắn. ví dụ như thiên triệu gia, ví dụ như thái âm giáo tuy không quá tin tưởng thánh nữ thánh tử của mình bị lăng hàn làm thịt sau khi nghe nhiều người nói như thế hơn nữa người còn chưa đi ra cho nên dần dần tin là thật sau khi lăng hàn và nữ hoàng bước ra khỏi bí cảnh lúc này áp lực đáng sợ ập tới ít nhất trăm tên cường giả xuất hiện chặn đường của bọn họ ngươi đã giết thiên triệu dương ngươi giết bắc phú hùng ngươi giết những người này đều là cường giả phân hồn cảnh lúc này bộc phát sát khí có thể ép chảm trần lão tổ run rẩy lăng hàn cười nhạt một tiếng nói hẳn là như vậy ta không có nhiều thời gian ghi nhớ tên của một đám cặn bã ngươi thật ngông cuồng những cường giả phân hồn tức giận chỉ là tam trảm đỉnh phong lại dám làm càn trước mặt bọn họ bất cứ người nào trong bọn họ chỉ cần giơ tay là có thể chém giết lăng hẳn cả trăm lần tiểu bối vô tri nếu ngươi thừa nhận vậy thì đi chết đi một tên phân hồn cảnh của thiên triệu ra lạnh lùng quát lớn hắn tên là thiên triệu vũ trong thế lực tam tinh phân hồn cảnh là đại năng tuyệt đối là tồn tại cao cao tại thượng hắn phi thường tức giận lăng hàn dám giết người thừa kế thiên triệu gia đây là hành vi khiêu khích thiên triệu gia chỉ là tam trảm tại sao dám làm như vậy hắn còn không biết thiên triệu dương cũng chết trong tay lăng hàn bằng không lúc này hắn sẽ tức giận nổ tung bồi dưỡng một gã người thừa kế không dễ dàng không biết phí bao nhiêu thời gian bao nhiêu tài nguyên hiện tại bị làm thịt hai người thiên triệu gia tổn thất thảm trọng lại để bổn tỏa ra tay một cường giả bác vũ gia tộc đi tới hắn cũng tức giận sôi người bồn tọa đến lại có người kêu lên cả đám tranh nhau giết lăng hàn chậm xoát, một thân ảnh bay tới tỏa ra khí thế chấn áp chư thiên ngay cả đám cường giả phân hồn cảnh cũng lui ra phía sau tiên phủ cảnh phó yến đại nhân nhìn thấy người này đám cường giả phân hồn cung kính hành lễ tiên phủ cảnh cho dù ở nơi nào cũng được gọi là cường giả là tồn tại hạt nhân trong thế lực tiên vương tiên phủ cảnh này tên là phó yến hắn được phó thần binh chỉ thị đến bảo đảm an toàn cho lăng hàn Đương nhiên, cường giả côn bằng cung đã chạy tới, nhất định có thể bảo vệ lăng hàn vô sự nhưng hắn đoạt đứng ra trước, tự nhiên là vì tâm bốc côn bằng cung. Tiên vương đại giáo, có thể không trâu bỏ sao. Phó Yến vô cùng uy nghiêm, tuy hắn đi ra vuốt mông ngựa nhưng trước mặt phân hồn cảnh lại có cảm giác vô cùng ưu việt. Hắn nâng tay lên, ý bảo mọi người có thể miễn lễ, sau đó bày ra tư thái mười phần. Xin hỏi Phó Yến đại nhân, vì sao phải ngăn cản chúng ta? Chúng cường giả phân hồn cảnh hỏi thâm, Tuy bọn họ không bằng Phó Yến nhưng thế lực sau lưng không thua gì Phó Gia, không cần quá kinh sợ. Lại nói chiến hạm tung hoành trên bầu trời, hoàn toàn có thể ngăn chặn một tên cường giả tiên phủ cảnh. Nội tâm Phó Yến thở dài, nói thật, đương nhiên hắn không muốn đối địch với thế lực tam tinh. Phó Gia cũng không phải là thế lực tam tinh đỉnh phong, không nói chuyện này, chỉ một thái âm giáo cũng có thể làm bọn họ dở sống dở chết. Bởi vì vỗ mông ngựa côn bằng cung cho nên hắn chỉ có thể kéo ra hổ mà thôi, bằng không biểu hiện của hắn quá không có thành ý. Quá trình hắn giữ gìn lăng hàn càng gian nan, mới càng thể hiện ra phó gia quyết tâm, đúng không? Đương nhiên phó Yến cũng không biết, hiện tại từ Hà Gia và Lôi Vân Điện còn chưa nợ ẩn được tin tức, bằng không hắn khẳng định không nhảy vào vũng nước đục này. Đối địch với hai thế lực tiên vương, đây không phải là ngu ngốc sao? Đáng tiếc hắn không biết, bởi vậy hắn tập trung vào dự án ỏ hoàn cho lăng hàn, dùng việc này vỗ mông ngựa côn bằng cung. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo thần thái uy nghiêm. Nghe bổn tọa khuyên một câu, không nên động tới cọng lông của kẻ này. Các cường giả phân hồn cảnh vô cùng khiếp sợ, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Đúng vậy, Phó Yến người hiện tại rất mạnh đúng không, nhưng mấu chốt là Phó Gia cũng không phải bá chủ có thể trấn áp thiên hạ, cũng chỉ là thế lực tam tinh mà thôi, hơn nữa còn xếp hạng trung hạ du mà thôi. Tại sao người có dũng khí như vậy? Một khi những thế lực chúng ta liên thủ, phó gia của ngươi sẽ tan thành mây khói. Không nói chuyện khác, chỉ cần chiến hạm của bọn họ liên thủ công kích, phó yến ngươi có chống đỡ được sao? Ngay cả lăng hàn và nữ hoàng cũng có chút kinh ngạc, trước đó đã phân rõ giới hạn với phó cao vân rồi, tại sao hiện tại phó yến lại đứng ra bảo hộ bọn họ, còn bày ra bộ dạng không tiếc trả giá lớn. Uống nhầm thuốc, nhưng lăng hàn còn vốn định lừa gạt một phẹ, sau đó tiến vào hắc tháp bỏ qua đám người này, nếu phó yến ra mặt thì hắn cũng xem tình hình. Phó Yến Đại Nhân, người xác định muốn như vậy. Thiên Triệu Vũ hỏi, trên mặt mang theo hàn ý. Thực lực của hắn đúng là không bằng đối phương, nhưng Thiên Triệu gia tuyệt đối không yếu hơn Phó gia, không cần ăn nói khép nép. Hơn nữa nơi này có bao nhiêu cô ổ chủ, Phó gia đã chọc nhiều người tức giận, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi hiện tại là một bầy sói. Phó gia tuyệt đối không chịu nổi một kích, Phó Yến không vui, nói, người đang uy hiếp bổn tỏa, chương 1993, phó gia sẵn sàng nghinh tiếp. Tuy hắn thừa nhận áp lực thật lớn nhưng uy nghiêm của cường giả tiên phủ dễ xúc phạm sao. Mặc kệ ta làm rất đúng hay không đúng, người chỉ là một phân hồn cảnh lại dám chỉ trỏ trước mặt ta. Phó Yến Đại Nhân, người biết kẻ này làm cái gì chứ? Chấm, cường giả thái âm giáo lạnh lùng nói ra, hắn là Triệu Lăng Phong. Nội tâm Phó Yến chấn động, phải biết rằng những kẻ này không tới cùng một thế lực, mà là vài chục thế lực. Tiểu tử này đã làm gì, Nội tâm của hắn hận muốn tát lăng hàn mấy cái nhưng mặt không biến sắc, nói. Bồn tọa thật không biết, kẻ này giết thánh tử của giáo ta. Triệu lăng phong lạnh lùng nói ra, oanh, nội tâm phó yến như chúng trọng kích rất nặng, nếu không phải có định lực kinh người, lúc này khẳng định đã biến sắc và kinh hô thành tiếng. Người cũng biết gây rắc rối mà, thái âm giáo chính là một trong ba thế lực mạnh nhất khu vực này, thật sốc toàn lực, tuyệt đối có thể bị diệt phó ra, người lại dám làm thịt thánh tử của người ta, người muốn chết sao thật lớn mật a ah còn người thừa kế gia tộc của ta là hai người thiên triệu vũ cũng lành lạnh nói ra hắn vừa nhận được tin tức chẳng những thiên triệu điền ngay cả thiên triệu dương cũng bị lăng hàn làm thịt đây là khiêu khích thiên triệu gia bởi vậy mặc kệ hiện tại ai đứng ra thiên triệu vũ cũng không yếu thế bởi vì hắn hiện tại đại biểu cho cả thiên triệu gia thế lực lớn tam tinh cho dù phó yến có định lực mạnh cũng phải khiếp sợ tốt nha đắc tội thái âm giáo không tính còn đắc tội thiên triệu gia còn làm thịt hai người thừa kế, người muốn người ta tuyệt hậu sao? Còn có thánh tử giáo ta, còn có người thừa kế của tộc ta, còn có, đám cường giả phân hồn cảnh liên tục lên tiếng kể tội Lăng Hàn. Trời ơi, hiện tại chỉ có hai chữ này xuất hiện trong đầu Phó Yến. Rốt cục hắn nhớ tới trong tư liệu, lúc trước Lăng Hàn còn vô cùng yếu đã dám khai chiến với Đinh gia và Tiêu gia, thậm chí diệt một thiên kiêu của Hàn gia, đắc tội rất ác. Người này to gan lớn mật, hắn không chết chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên lão tổ a hát lão tổ người bảo ta bảo hộ tiểu tử này không phải đẩy ta vào hố lửa sao ta tay nhỏ chân nhỏ làm sao làm được càng nghe nhiều người phó yến đã chết lặng hắn cũng không muốn nghe tiếp mặc kệ tiểu tử này làm cái gì bất cứ kẻ nào cũng không được ra tay với hắn phó yến khẽ cắn môi lúc hắn nói ra lời này trong nội tâm còn có chút chờ mong bởi vì như vậy mới tỏ thái độ của phó gia ta gánh nhiều nguy hiểm như thế dù sao côn bằng cung cũng phải nhớ ơn chứ đại nhân chúng ta không ra tay sao một thiếu nữ cung kính hỏi thăm hoàng kim nữ kỵ sĩ của côn bằng cung khoát tay nói xem diễn kịch nhiều một chút dù sao cũng tìm được người rồi không vội trong nhất thời dạ không biết phó yến nghe được đoạn đối thoại này trên mặt hắn sẽ có biểu lộ gì ra sức biểu diễn lại bê ến thành vở kịch nhưng đúng thế đường đường thế lực tiên vương sẽ quan tâm đầy tớ như ngươi sao hơn nữa côn bằng cung không phải thế lực tiên vương bình thường trong mắt bọn họ thế lực dưới tiên vương ngũ trọng không phải quan trọng gì, cho dù phó gia có nhảy ra cũng có thể làm được gì. Chỉ có thể nói, phó gia lần này vỗ mông ngựa sai rồi. Địa vị tranh lệch quá xa, chẳng khác gì một tên trưởng thôn tâm bốc hoàng đế, hoàng đế sẽ quan tâm sao. Nghe phó Yến nói những lời này, cường giả thái âm giáo tức giận như nổ tung, phó Yến điên rồi. Nếu phó gia các ngươi là thế lực tứ tinh thì chúng ta cũng nhận thua, nhưng các ngươi chỉ là thế lực tam tinh. Hơn nữa phó gia còn yếu hơn ta, cũng dám trâu bỏ như thế chẳng lẽ phó ra các người muốn lật trời sao? Phó Yến Đại Nhân, người phải nhìn rõ ràng, chúng ta đại biểu 37 thế lực đấy, không có ai yếu hơn phó ra đâu. Cường giả bác vũ gia nhịn không được nhắc nhở, những lời này tràn ngập uy hiếp. Phó Yến đã quyết định chủ ý, tự nhiên không quan tâm, cười nói. Những tiểu bối các ngươi, bổn tọa làm như vậy là muốn bảo vệ các ngươi, không nên sai lầm. Nghe nói như thế, mọi người lập tức nổi giận, trong nội tâm đang mắng lão ô quy giết người thừa kế của chúng ta không cho chúng ta báo thù trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế tốt con em ngươi a hát ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngu sao ha ha hiện tại có phó đại nhân làm chỗ dựa đương nhiên chúng ta không làm được gì nhưng phó gia có thể thừa nhận lửa giận của các thế lực bọn ta sao triệu lăng phong lạnh lùng nói ra không nói nhà khác chỉ thái âm giáo tức giận cũng làm phó gia xong đời phó yến vung tay áo nói có chiêu gì phó gia ta đều tiếp hết những lời này hắn bộc lộ hào khí vượt mây, "A à Hát, ngươi tiếp được không?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn tỏa ra khí tức không kém gì Phó Yến, thậm chí còn mạnh hơn không ít. Cường giả tiên phủ, tử Hà đại nhân, các cường giả phân hồn cảnh nhìn thấy người này liền quỳ xuống hành lễ. Gặp được cường giả, hành lễ là chuyện đương nhiên, mà cường giả tiên phủ này không những có cảnh giới cao, hơn nữa còn là người tới từ thế lực tiên vương. Bởi vậy đừng nói bọn họ, cho dù lão tổ gặp cũng phải cung kính. Người này tên là Tử Hà Cực. Phó Yến vừa thấy người này, trái tim co rút lại, đối mặt đám người thiên triệu vũ thì hắn còn có thể bày ra giá đỡ của mình. Cho dù những người này liên thủ thì như thế nào, một tay của hắn có thể giải quyết. Cho dù những người này vận dụng chiến hạm, hắn có thể vận dụng thân pháp, hoàn toàn có thể tránh né thong rong, căn bản không cần lo lắng bị thương. Chiến hạm nã pháo cần tập trung, dùng năng lực của đại năng tiên phủ sẽ cho người cơ hội tập trung sao? Lăng Hàn xem náo nhiệt nên không chê chuyện lớn, dứt khoát lấy cái ghế ra ngồi, sau đó ôm lấy nữ hoàng giống như đang xem hí kịch. Khốn nạn, suýt nữa phó yến nổi giận nổ tung chảo, tiểu tử này cho rằng là người khác gặp họa sao. Đáng giận a hát, nếu không phải sau lưng ngươi có một côn bằng cung, hiện tại ta đã băm ngươi rồi. Đối mặt tử hà cực, phó yến cũng không dám tự cao tự đại, nói. Tử hà huynh, bán lão phu mặt mũi, tử hà cực lạnh lùng, thản nhiên nói. Ngươi là ai, bổn tỏa cần bán mặt mũi sao, ngươi cũng xứng, phó yến nghe lời này liền giận xanh mặt, hắn dù gì cũng là cường giả tiên phủ, lại bị nhục nhã trước mặt nhiều người như thế, hắn làm sao chịu nổi. chương 1994, tiếp được không? Ba người lâm phương đứng xa quan sát liền cười lạnh, lăng hàn người có nghịch thiên thì như thế nào, hôm nay nhất định phải chết. Hai cường giả thế lực tiên vương ra tay, cam đoan phó yến không dám thả rắm thử hỏi một tên tam trảm như ngươi có thể sống sót khi cường giả tiên phủ cảnh ra tay hay không? Hoàn toàn không có khả năng, chết chắc, Phó Yên hít thở dồn dập lúc này mới bình tĩnh trở lại, nói. Tử Hà Huynh, chẳng lẽ kẻ này đắc tội quý gia? Tử Hà cực nghe xong, băng lạnh trên mặt càng hơn cả lúc trước. Hắn khẳng định phải báo thù, người thừa kế của gia tộc bị kẻ khác giết, hơn nữa người này chỉ là trảm trần cảnh, hắn không có ý định nói trước mặt nhiều người, quá mất mặt người thừa kế tiên vương đại giáo bồi bị một am miêu a cẩu chém giết người bảo mặt mũi tử hà ra để ở nơi nào ít nói nhảm người cút ngay tử hà cực không kiên nhẫn nữa hắn chẳng những có thực lực chiếm thượng phong càng là tiên vương gia tộc hắn hoàn toàn không cần cho phó yến mặt mũi hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn dám làm trò ở trước mặt hắn chân của phó yến run run đương nhiên hắn biết rõ tử hà cực đến từ thế lực tiên vương là tồn tại hắn nhìn lên nhưng mà hắn nhìn hướng nữ kỵ sĩ côn bằng cung nữ kỵ sĩ này lúc trước dùng một chiêu đánh bay chín cường giả phó ra vẫn hiện rõ mồn một trước mặt. Hắn khẽ cắn môi, nói, tử Hà Huynh, nếu không có ân oán gì lớn, tiểu tử này có chỗ đắc tội gì, phó ra ta nguyện ý bồi thường thay. Hắn nghĩ tới đây liền hận khả năng gây chuyện của Lăng Hàn, không cẩn thận đắc tội truyền nhân thế lực tiên vương cũng có thể hóa giải. Ha 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 ha, tử Hà cực ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt hắn không có nửa điểm vui vẻ. Đúng là buồn cười chết người, giết người thừa kế tiên vương gia tộc, một ít tiểu thế lực tam tinh lên tiếng nguyện ý bồi thường, người bồi thế nào? Lấy cái gì bồi, người có biết gia tộc bồi dưỡng một người thừa kế chảm trần cảnh cần tốn bao nhiêu tài nguyên không, thậm chí có thể biến thế lực tam tinh của người thành kẻ nghèo đấy? Tốt, nếu ngươi đã nói như vậy, bổn tỏa sẽ nói cho ngươi biết. Ánh mắt tử hà cực bắn ra hàn quang, ác tử này giết người thừa kế gia tộc của ta, tử hà băng vân. Âm, phó yến cảm giác trời đất quay cuồng, cho dù hắn là cường giả tiên phủ thì thế nào lúc này hắn cũng sợ hãi không nhỏ tại sao tiểu tử này có thể còn sống tới bây giờ phó yến khóc không ra nước mắt hắn có ý định vỗ mông ngựa côn bằng cung hiện tại tốt rồi không vỗ mông ngựa ngược lại còn tát tử hà ra một tát muốn chết cũng không nên làm như vậy không chơi lão tử không chơi phó yến vội vàng nói thì ra kẻ này tội ác tài trời lão phu cũng bị lừa bịp tử hà huynh mời hắn cũng là một nhân vật trở mặt nhanh hơn lật sách mọi người xem thường nhìn hắn, không phải vừa rồi ngươi uy phong bát diện sao? Tại sao hiện tại sợ rồi? Ah, à may mắn ngươi nói như vậy, bằng không ngươi đã biến thành một cái thi thể. Lúc này trên bầu trời có một đạo lôi quang rơi xuống, đây là một người vạm vỡ, toàn thân có tia chớp sáng bóng xuất hiện đan thành ký hiệu đại đạo, người nào nhìn thấy cũng kinh hãi lạnh mình. Mỗi người đều phải độ kiếp, không thể nghi ngờ, lôi là thứ làm người ta chán ghét. Cường giả lôi vân điện, tôn chấn, trái tim phó yến co rúm một chút chẳng lẽ lang hàn cũng làm gì thánh tử của lôi vân điện sao ahhh à, hát, 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 sẽ không phải hắn không dám nghĩ tới mẹ chứng tại sao trên đời có kẻ biết gây rắc rối lớn như vậy phó gia tuyệt đối không có khả năng gánh nổi việc này hắn cung kính thối lui tuy bị đám người thiên triệu vũ dùng ánh mắt xem thường nhìn chằm chằm vào nhưng lại chỉ làm như không thấy lúc này không phải thời điểm cậy mạnh lang hàn người thật lớn mật tôn trấn quát lớn tiếng quát cuồn cuộn như sấm lang hàn nhoẻn miệng cười nói không sai ta là người có lá gan rất lớn nghe nói như thế ban đầu vẫn còn có người hoài nghi lăng hàn thật sự giết tử hà băng vân hay không hiện tại đã xác định không nghi ngờ nghe xem đối mặt cường giả tiên phủ cảnh còn như thế giết trảm trần cảnh thì thế nào tôn trấn cũng giật mình hắn cũng không có ý tán thưởng lăng hàn tiểu tử này điên sao hắn hừ một tiếng nói nếu ngươi đã thừa nhận thì đi chết đi tôn huynh nên giao người này cho tử hà ra chúng ta tử hà cực vươn tay ngăn cản hắn cản tôn trấn tiêu diệt lăng hàn lăng hàn chỉ là tam trảm đỉnh phong làm sao có thể chém giết tử hà băng vân và lạc trường phong trên người tiểu tử này tất có bí mật tử hà cực muốn trấn giết sau đó rút thần hồn dò xét tôn chấn cười ha ha nói được ta giết người thi thể giao cho ngươi mang về tử hà cực cũng cười nói nếu thi thể giao cho ta vậy ta nên ra tay mới đúng tử hà huynh người hơi quá rồi kẻ này giết thánh tử giáo ta Ta không làm cái gì sao? Để ta ra tay cũng giống như vậy, trọng yếu là kết quả. Hai đại cường giả bắt đầu cái cọ, đều mơ tưởng tự tay đánh chết Lăng Hàn, như vậy mới có thể rút hồn, bằng không tin tức lọt vào tay của kẻ khác khó xác định thật giả. Mọi người nhìn vào trong mắt, đều giật mình, những chuyện này không phải không có người làm, tự nhiên biết rõ hai người này đang đánh chủ ý gì. Lăng Hàn thở dài, nói: "Các ngươi thương lượng xong chưa, ta không có nhiều thời gian chơi với các ngươi đâu." Đáng tiếc đại hắc cầu chạy trốn quá nhanh, bằng không bảo nó phát huy một lần, tiêu diệt tiên phủ cảnh quá dễ dàng. Tôn huynh, vậy thì tất cả bằng thủ đoạn, tử hà cực cũng biết không có khả năng thuyết phục đối phương, dứt khoát không tốn miệng lưỡi. Tốt, tôn chấn gật đầu, võ giả tranh chấp, cuối cùng vẫn phải xem thực lực quyết định. Bọn họ lập tức ra tay, muốn cướp công đầu. Ba, chẳng qua lúc bọn họ sắp ra tay, hai tấm lụa từ trên trời rơi xuống, phân biệt quấn quanh cổ tay của hai người, từ đó ngăn cản bọn họ ra tay. Lăng Hàn muốn dẫn nữ hoàng tiến vào hắc tháp, đối mặt với hai cường giả tiên phủ cảnh, hắn không mang chút tâm lý may mắn nào, cho dù sử dụng bất diệt thiên kinh cũng chỉ có kết quả vẫn lạc mà thôi. Dục hỏa trùng sinh cũng không phải thú vị, dùng một lần tổn thương một lần. Lần này là ai đến? Hắn khó hiểu, phải biết rằng hắn không có căn cơ gì trong tiên vực, giống như đứa trẻ mồ côi, chỉ có thể không ngừng vươn lên. Trường 1995, có vấn đề gì cứ đến côn bằng cung của ta nói. Tôn Trấn và Tử Hà cực cả kinh, đối phương người chưa tới nhưng quy tắc hóa thành tấm lụa ngăn cản bọn họ, từ đó thấy rõ thực lực đối phương mạnh hơn bọn họ nhiều. Các hạ, kính xin hiện thân một hồi, tôn chấn nhìn về phương xa nói một câu, chỉ thấy một đầu long ưng vỗ cánh bay tới, nó bay lên cao, dài 10 trượng, hai cánh mở ra cũng rộng 10 trượng, trên long ưng có một nữ kỵ sĩ đang ngồi, toàn thân mặc hoàng kim giáp, có mái tóc như mây, tư thái oai hùng. Sau lưng của nàng còn có một đội long ưng, mỗi đầu long ưng đều có nữ kỵ sĩ đang ngồi, bọn họ mặc bạch ngân giáp. Cút, hoàng kim nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói, các hạ, người quá đáng rồi, tử hà cực cũng thập phần không vui, hắn là ai? Đến từ thế lực tiên vương, có kẻ nào dám nói chuyện với ta như vậy? Hoàng kim nữ kỵ sĩ nhìn hắn, nàng phất tay lên, trong tay xuất hiện cây roi. Nàng nhìn chằm chằm vào tử hà cực, bộ dạng dám xen vào là ta sẽ đánh ngươi. Tử hà cực tức giận đến mức toàn thân phát run, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bị khinh miệt như thế hào 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 xem ra ta cần phải thỉnh giáo các hạ một chút ba tử hà cực chưa nói hết câu chỉ thấy nữ kỵ sĩ đã đánh tới cảnh tượng cực kỳ đáng sợ doi đánh tới đã có vô số tiên thú xuất hiện nhưng đều là chết trận toàn thân vết thương trồng chất hơn nữa còn có áp lực lớn bao phủ thiên địa ngôi sao trên chín tầng trời cũng rung động giống như sắp rơi xuống tử hà cực không kịp khiếp sợ vội vàng thu tay ngăn cản phía trước hắn lui ra sau vài trăm trượng quần áo trên hai tay nát bấy, còn xuất hiện một đạo vết máu dài rất rõ ràng. Đường đường ương giả tiên phủ cảnh bị một kích đả thương. Tôn chấn cực kỳ khiếp sợ, phải biết rằng từ hà cực ngang bằng hắn, đều là cường giả ngũ bí, lại đi ra từ thế lực tiên vương, bọn họ đều là cường giả. Đối mặt một kích vừa rồi, từ hà cực đã bị vết thương nhẹ, từ đó thấy rõ thực lực hai bên tranh lệch thật lớn. Các hạ sương hô như thế nào? Tôn chấn hỏi, nữ kỵ sĩ nhướng mày, chỉ vào lăng hàn nói ta muốn mang người này đi, kẻ nào ngăn cản, giết, rất khí phách, nội tâm phó yến kinh hoàng, mọi người đều là thế lực tiên vương, tại sao vị này của côn bằng cung mạnh miệng thế? Chẳng lẽ tiên vương cũng có tranh lệch cực lớn sao? Hắn không có làm sai, chẳng lẽ không kiên trì tới cuối cùng? Lăng Hàn cũng rất kỳ quái, hắn không biết nữ kỵ sĩ này, tại sao lại nguyện ý ra mặt thay hắn, còn không tiếc đắc tội hai đại thế lực tiên vương. Các hạ, kẻ này giết người thừa kế tử Hà Gia của ta, còn có thánh tử của Lôi Vân Điện, làm gì có đạo lý để hắn thoát thân dễ như vậy? Tử Hà cực lạnh lùng nói ra, hắn biết rõ chiến lược của nữ kỵ sĩ còn cao hơn hắn, bọn họ còn có chiến hạm tứ tinh, đây là thứ tiên phủ cảnh có thể đối với kháng sao? Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nhìn Tử Hà cực, sát khí như núi lửa phun trào nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, nói: có chuyện gì cũng có thể đến côn bằng cung ta mà nói, quản ngươi tới là ai, côn bằng cung ta đều tiếp được. Hiện tại đều cút cho ta, côn bằng cung, đầu óc lăng hàn chấn động. Khó trách đối phương không nhưng ra mặt giúp hắn, thì ra là người côn bằng cung. Hổ nữ thế nào? Hắn vội vàng hỏi, nữ kỵ sĩ lộ ra vẻ mặt không vui, nói, phong hào của thiếu cung chủ là thiên vân. Lăng hàn cười ha ha, nói, hổ nữ không có tới sao? suýt nữa nữ kỵ sĩ thiếu bộc phát, Ở ầu ốc của gia hỏa này có vấn đề sao? Đã nói với người phong hào của thiếu cung chủ là thiên vân, tại sao nơi còn nói cái tên hổ nữ dế nhũi kia? Nếu như có thể, nàng thật muốn giết người ô nhục thiếu cung chủ nhưng nghĩ tới hổ nữ nhớ nhung lăng hàn liền thu hồi suy nghĩ này. Thiếu cung chủ còn phải tu luyện, không thể đến đây. Nàng cắn răng nói ra, cố mà nhịn xuống, tử hà cực và tôn chấn lại mờ mịt, côn bằng cung là cái quỷ gì. Tiên vực quá lớn, chưa nói còn cách một hải vực vô tận, cho dù là ở cùng đại lục cũng có khoảng cách quá xa xôi, có khả năng không biết rõ, hoặc là tử hà tiên vương, lôi vân tiên vương biết rõ nhưng chưa chắc bọn họ sẽ nói với người phía dưới. Bình thường mà nói, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng sinh ra liên hệ với côn bằng cung. Cho dù tới côn bằng cung của ngươi thì như thế nào? Tử Hà cực bất mãn, chẳng lẽ Tử Hà ra không công chết một người thừa kế sao? Nữ kỵ sĩ vốn mang theo một bụng lửa giận, Tử Hà cực vừa nói như vậy liền đưa đầu vào họng súng. Muốn chết, nàng quát lớn một tiếng, cầm roi quất tới. Lần này Tử Hà cực có chuẩn bị, vội vàng sử dụng tiên pháp bộc phát vô tận khí thế đáng sợ, trên đỉnh đầu của hắn có tinh vũ bay lên, hóa thành một con bạch hảo gào thét, sau đó rút thanh kiếm màu vàng chém về phía nữ kỵ sĩ. Ba, cây roi đánh tới mang theo uy thế gấp trăm làn lúc trước, Từ Hà cực kinh hãi gần chết, hắn không có biện pháp né tránh, công kích của hắn bị đánh tan sau đó cây roi đánh tới cắt hắn thành hai nửa. Hắn còn muốn ngưng tụ tiên pháp hợp thân thể của mình lại nhưng có lực phá hoại đáng sợ sinh ra, oanh, hai mảnh thân thể của hắn nổ tung, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Đường đường cường giả tiên phủ cảnh, hơn nữa còn là ngũ bí, lúc này không tiếp được một kích liền hình thần câu diệt hí trong nháy mắt tất cả mọi người khiếp sợ ra đầu run lên cảm thấy hàn khí chạy dọc sống lưng trên trán đổ mồ hôi lạnh quá cường đại cũng quá mạnh thế cường giả ngũ bí nói giết liền giết hơn nữa không chút bận tâm thế lực tiên vương sau lưng đối phương mọi người không biết nói gì cho phải tôn trấn rút lui vài bước chỉ cảm thấy bắp chân đang run rẩy giống phó yên vừa rồi phó yến há to mồm hoàn toàn không nói ra lời Lúc trước ngươi nói giết Hàn Lạc thì giết, như vậy cũng thôi, dù sao người ta chỉ là tiên phủ cảnh của thế lực tam tinh, nhưng tử hà cực chính là người của thế lực tiên vương, ngươi cũng nói giết liền giết. Đây là chuyện gì, rốt cuộc to gan lớn mật hay lực lượng mười phần, côn bằng cung, nó là tồn tại nào trong thế lực tiên vương? Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nhìn tôn chấn, nàng hoàn toàn không coi ai ra gì, rất có bộ dạng ngươi dám lên tiếng thì ta cũng làm thịt cả ngươi. Tôn chấn có thể nói cái gì bây giờ? Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn không muốn chết. chương 1996, một kích chém giết. Nội tâm của hắn đã quyết định chủ ý, lúc này trở lại chiến hạc, nhất định phải tụ pháo diệt nữ nhân càn quấy này. Toàn trường đều lặng ngắt như tờ, nữ kỵ sĩ này quá mạnh thế, tấn giết tiên phủ cảnh của thế lực tiên vương, bọn họ không dám nhiều lời. Sắc mặt ba người lâm phương, đằng sâm, phi niên xanh ngắt, không ngờ bối cảnh sau lưng lăng hàn cường đại như thế. Dựa vào A-Hát, ngươi là truyền nhân thế lực tiên vương, giả cái gì mà giả, hại bọn họ thật thảm. Lăng Hàn cũng xác thực không có ý định buông tha ba người Lâm Phương, lúc ấy chỉ là vì bọn chúng trốn nhanh mà thôi. Đến đến, chúng ta tranh tài một hồi, ai có thể ngăn cản ta ba chiêu, ta tha hắn một lần. Lăng Hàn đi nhanh về phía trước, nhìn sang ba người Lâm Phương. Ba người Lâm Phương muốn chạy nhưng chín tên ngân giáp nữ kỵ sĩ ngồi tỏa kỵ vây khốn ba người. Ba người đành phải dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn sang cường giả gia tộc, nhưng những cường giả này nhanh chóng nhìn sang nơi khác, không có tiếp ánh mắt của bọn họ nói đùa không thấy tử hà cực đều bị miểu sát bọn họ đứng ra chẳng khác gì chịu chết đụng một cái ba người lâm phương nhìn nhau đều cắn răng im lặng bọn họ biết rõ chính mình khẳng định không phải đối thủ của lăng hàn nếu chỉ ngăn cản ba chiêu thì khẳng định có thể làm được ba người cùng lên đi ta đang gấp lăng hàn thản nhiên nói ba chiêu chỉ cần các ngươi ngăn cản ba chiêu thì ta cũng chỉ xem các ngươi như không khí không quan tâm tới ba người nghe xong tự tin càng đầy đủ chẳng lẽ ba người liên thủ còn không đỡ được ba chiêu của lăng hàn hay sao ngươi thật cho rằng mình là siêu nhân hoàng kim nữ kỵ sĩ hăng hái chắp hai tay sau lưng cũng không thúc giục lăng hàn lên đường nàng tự nhiên biết rõ thiếu cung chủ mê mẩn nam nhân này vấn đề là lăng hàn xứng đôi thiếu cung chủ sao cho nên nàng muốn xem xem lăng hàn mạnh như thế nào nếu quá mức rác rưởi thì nàng thà rằng liều mạng bị giáo quy trừng phạt hóa thành cho bụi cũng phải xóa bỏ lăng hàn tránh thiếu cung chủ phân tâm ba người lâm phương nhìn thấy lăng hàn không có chủ động ra tay nội tâm cười lạnh sau đó nhìn nhau ba người bọn họ chuẩn bị dùng đại chiêu oanh 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 trong cơ thể ba người bộc phát hào quang đại đạo thân là vương giả đương nhiên chiến lực của bọn họ không phải ăn chay nhất là đã thành tựu tứ trảm đỉnh phong gần như vô địch trong trảm trần cảnh ba người liên thủ hơn nữa chỉ cần ngăn cản ba chiêu bọn họ không tin mình làm không được nữ kỵ sĩ không có lên tiếng những người khác đương nhiên cũng không dám nói gì làm cái gì cho dù có ít người muốn vuốt mông ngựa hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mà thôi lúc này đoàn người phó cao vân một cũng vừa ra khỏi bí cảnh trong khoảng thời gian ngắn còn chưa hiểu tình hình là gì thấy lang hàn sắp chiến đấu với người khác liền tấm tắc kêu kỳ lạ rất cổ quái rõ ràng cường giả thái âm giáo đứng ngay bên cạnh nhưng vì sao không bắt lang hàn ngược lại để cho hắn giao chiến với đám người lâm phương ồ tại sao phó yến lão tổ cũng tới bọn họ vội vàng chạy tới trong nội tâm hiếu kỳ hỏi thăm sau đó bọn họ có cảm giác như nằm mơ, dựa vào, Lăng Hàn lại là truyền nhân của thế lực tiên vương cường đại. Gương mặt phó Cao Vân đắng chát, nếu như hắn có thể thừa nợ áp lực, hiện tại đoạn hữu nghị mang lại chỗ tốt lớn. Ít nhất vẫn có thể bảo trì giao tình nhất định với Lăng Hàn, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Phó Hiểu Vân ảm đạm, khó trách nữ hoàng nói nàng không xứng với Lăng Hàn, vốn nàng còn tự xưng thân phận cao quý, nhưng bây giờ so sánh với Lăng Hàn còn kém người ta quá xa. Đám người trình trung hối hận xanh ruột, đã từng có một cái đùi thật lớn phóng ngay trước mặt bọn họ, bọn họ còn không ôm lấy, nếu như có thể làm lại một lần, bọn họ chắc chắn sẽ ôm nó thật chặt. Gia hỏa này không bị cuồng bạo cúc hoa sao, bằng không vì cái gì tóc cũng chưa dài ra, tư đồ tiểu chân vẫn còn xoắn suýt vấn đề này, cũng không biết đầu óc của nàng nghĩ cái gì. Đột nhiên Lăng Hàn cảm thấy phía dưới siết chặt, hắn có cảm giác ác hàn. Sát, ba người lâm phương đồng thời ra tay, tất cả gia đại chiêu đều tấn công vào Lăng Hàn. Bọn họ chủ động ra tay, như vậy có khả năng gắng gượng vượt qua ba chiêu của Lăng Hàn. Thủ không bằng công, hóa bị động làm chủ động. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không dám giết Lăng Hàn, dù trọng thương cũng không dám, hoàng kim nữ kỵ sĩ cường thế đã làm bọn họ sợ hãi không nhỏ. Lăng Hàn tươi cười quỷ dị, trong người hắn bộc phát khí thế đáng sợ. Đám cường giả phân hồn ở đây biến sắc, nội tâm rất khiếp sợ. Khí thế cường đại như vậy, tuy còn kém xa không đạt tới phân hồn nhưng lại vượt qua tứ chạm đỉnh phong rất lớn mấu chốt tu vi của Lăng Hàn hiện tại chỉ là tam trảm đỉnh phong, làm sao có thể bộc phát chiến lực cường đại như thế. Cho dù là tôn chấn đều cũng run sợ, hắn vốn cho rằng Lăng Hàn dùng thủ đoạn hèn hạ mới có thể giết lạc trường phong, hiện tại nhìn thế nào cũng thấy Lăng Hàn căn bản không cần đánh lén làm gì. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ cũng hơi kinh ngạc, tuy Lăng Hàn có thực lực cùng dai không bằng hổ nữ, nhưng côn bằng cung chính là thế lực tiên vương cửu trọng, nội tình trong đó cường đại cỡ nào. Dùng lực một giáo lúc này mới bồi dưỡng hổ nữ được như vậy, lăng hàn chỉ là lục bình không dễ tất cả đều dựa vào chính mình nhưng lại chỉ thua kém hổ nữ một chút thôi đây là điểm làm người ta cả kinh khó trách hắn có thể được thiếu công chủ nhớ thương như vậy nhân kiệt tuy không bằng thiếu công chủ nhưng ít ra cũng không quá khó nhìn miễn cưỡng đạt tới oanh ba người lâm phương tấn công khí thế quá mạnh như muốn phá hủy bầu trời lăng hàn lắc đầu hỏa diễm bộc phát hắn tương hợp với hỏa diễm quy tắc sau đó dẫn động một kích vượt xa cảnh giới oanh ánh lứa sáng ngời hình thành nổ lớn, hỏa hệ quy tắc chi lực tuôn ra, các cường giả liên tục thi triển thủ ngăn cản công kích, nếu không sẽ lan tới gần thiếu chủ của mình. Một kích này có uy lực chắc chắn vượt qua chạm chân. Trường bối lâm ra, đằng ra và vi ra cảm thấy đau khổ, đối mặt với công kích này, đừng nói ba người lâm phương sống sót, có khối thịt màu lưu lại hay không cũng là vấn đề. Quả nhiên, sau khi hào quang hỏa diễm biến mất, ba người lâm phương biến mất vĩnh viễn. Chương 1997, Lôi Vân Tiên Vương ha ha vốn chiến lược thông thường của lăng hàn đủ sức chém giết bọn chúng dễ dàng huống chi phát động một kích tuyệt cường của tiên thai hắn thở hổn hển và suy yếu nếu như không miểu sát ba gia hỏa này hắn cũng quá phụ tâm huyết của tiên vương bát trọng chuẩn bị suốt trăm triệu năm rồi lăng hàn vỗ vỗ tay quay người nhìn hoàng kim nữ kỵ sĩ sau đó cười nói tiền bối chúng ta có thể lên đường chưa muốn chính hắn tự vượt qua hải vực vô tận sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng điệp điệp hoàng kim nữ kỵ sĩ đã vơ ợt biển tới đây tự nhiên nắm chắc 10 phần, đi theo đối phương tới Tây Tiên Vực, vậy thì không có sai lầm chút nào. Hắn còn không muốn trước khi gặp lão nương, thê nhi lại tử vong. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ hơi trầm ngâm, nói, có thể, ánh mắt của nàng đào qua, tất cả mọi người cúi đầu tránh né ánh mắt, không dám đối mặt với nàng, cho dù là tôn trấn cũng không ngoại lệ. Cùng là ngụ bí, dường như chiến lực của người ta cao hơn hắn nhiều, cao tới mức không thể so. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là mau chóng quay về chiến hạm, phát động hỏa lực công kích, diệt sát nữ nhân này. Hư, mưu đồ làm loạn, đáng chết. Hoàng nữ kỵ sĩ mang theo sát cơ nhìn sang, lúc này đánh ra một trường về phía tôn chấn. Tôn trấn vừa sợ vừa giận, con mẹ nó chứ hiện tại còn có biện pháp này, vừa rồi không áp dụng, tại sao ngươi còn không ra tay đi? Không có ai chơi như ngươi cả. Một trường đã đánh ra, hắn phải có phản ứng, bằng không hắn chỉ chờ chết. Hắn không dám chống đỡ, chỉ có thể rút lui và nói. Các hạ chớ nên hiểu lầm, hoàng kim nữ kỵ sĩ căn bản mặc kệ huy trưởng tiến công nói rõ muốn chém giết tôn trấn tôn trấn gào thét liên tục nhưng không dám so chiêu với hoàng kim nữ kỵ sĩ vội vàng chạy đi thật xa hắn phải về chiến hạm đến lúc đó hắn có thể nắm quyền chủ động trong tay toàn thân hắn có lôi quang quấn thân giống như thiên thần nhưng lại bỏ chạy trước mặt tính mạng thì tôn nghiêm đứng qua một bên hơn nữa đánh nhau hẳn phải chết là phải dùng máu chứ không phải dũng cảm lôi chi quy tắc chẳng những có lực phá hoại đáng sợ phương diện tốc độ vô cùng xuất sắc, tôn chấn bay lên, tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt đã quay về trong chiến hạm. Hắn không có lộ ra vẻ mặt vui mừng, kế tiếp hắn phải phản công. Oanh, đúng lúc này hắn cảm thấy mắt cá chân co giật, sau đó là lực lượng cường đại bao phủ thân thể của hắn. Chân hắn dính phải cây roi quấn quanh, thân ảnh của hắn rơi xuống với tốc độ nhanh kinh người. Không, nội tâm hắn gào thét điên cuồng, hắn căn bản không cách nào địch lại lực lượng này, ầm, hắn nặng nề rơi xuống đất, một lỗ thủng lớn xuất hiện. Tôn trấn lung la lung lay leo ra, rơi xuống không nặng, mấu chốt là hoàng kim nữ kỵ sĩ dùng tới quy tắc chi lực, hắn không thể làm gì. Các, các hạ, ta giàu gì cũng là người của thế lực tiên vương, giết ta, các ngươi sẽ gặp phiền toái vô tận. Hắn nói ra những lời này nhìn như uy hiếp nhưng thật ra cũng chỉ cầu mạng mà thôi. Hoàng kim nữ kỵ sĩ ngạo nghễ nói, lôi vân điện sao, lôi vân tiên vương cũng chỉ là tiên vương nhất trọng, đặt trong côn bằng cung của ta, thực lực của hắn còn không thể xếp vào top 100. Nếu như côn bằng cung không khai chiến với tử địch, thực lực vào lúc toàn thịnh, tiên vương trong côn bằng cung nhiều tới mấy ngàn. Đương nhiên cũng chỉ có hai tiên vương cửu trọng mà thôi, hiện tại còn vẫn lạc một người, thái thượng trưởng lão lại bị đại đạo tổn thương, hiện tại chỉ chờ hổ nữ quật khởi, bổ khuyết ghế chống này, nếu không một khi thái thượng trưởng lão hóa đạo, cường thế như côn bằng cung cũng tan rã trong một đêm. Cho dù tình cảnh hiện tại không ổn, chỉ là tiên vương nhất trọng cũng muốn uy hiếp côn bằng cung sao. Nói đùa gì thế, tôn chấn nghe xong liền ngây ngốc, không chỉ có hắn, nghe nữ kỵ sĩ nói lời này trong đầu có ý niệm không tưởng. Con mẹ nó ngươi đang nói đùa sao, người nào không biết tiên vương chính là tồn tại mạnh nhất thiên hạ, nhưng chính bởi vì như thế số lượng tiên vương ít tới thương cảm, tùy tiện một người chạy ra ngoài chính là tồn tại bá chủ vô địch. Nhìn từ hà ra xem, nhìn lại lôi vân điện, không biết trải qua bao nhiêu năm có thánh tử, người thừa kế nào trở thành tiên vương hay không một đều không có có thể thấy thành tiểu tiên vương khó khăn cỡ nào nhà của các ngươi có hơn trăm tiên vương trang bước quá lớn dám nhục vương ta ngươi nhất định không được chết già tôn trấn lạnh lùng nói ra hắn có thể chết nhưng lôi vân tiên vương không thể nhục đây là trụ cột tâm linh của người lôi vân điện sự thật mà thôi hoàng kim nữ kỵ sĩ lãnh đạm nói ra nàng lại quất rơi một cái như núi cao tan vỡ như biển thủy triều quy tắc tỏa sáng rất mạnh tôn trấn trốn tránh cho dù có phát huy lôi hệ quy tắc tới mức cực hạn nhưng hắn vẫn bị đánh trúng liên tục, tuy không phải là yếu hại nhưng vết thương trồng chất, thê thảm có thể thấy được. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, thét dài một tiếng, trong cơ thể bộc phát hào quang vô tận, toàn thân hắn như hóa thành mặt trời chói chan. Đây là bí phủ sáng lên, dùng phương thức thôi phát ra tăng chiến lực hết sức thăng hoa đấu một trận. Dốc sức liều mạng, lúc này không liều không được, hoàng kim nữ kỵ sĩ căn bản không thèm để ý, tiện tay quất tới lần nữa, bản thân vô cùng thong dong giống như mèo vần chuột, tôn trấn không có nửa điểm tính tình. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cuối cùng bí phủ chi lực của tôn trấn hao hết, chiến lực biến mất trên diện rộng, hắn bị nữ kỵ sĩ quất chết. Lại một cường giả ngũ bí vẫn lạc, tất cả mọi người run rẩy, không có người nào dám lên tiếng. Tử quyên, nhưng tòa kỵ của ngươi lại, hoàng kim nữ kỵ sĩ nhìn lăng hàn, cũng không quay đầu lại nói một câu. Vâng, đại nhân một bạch ngân nữ kỵ sĩ nhảy ra khỏi long ưng lúc này đi lên chung với người khác lên đường đi hoàng kim nữ kỵ sĩ nói với lăng hàn tuy nàng vẫn cho rằng lăng hàn không xứng với thiếu công chủ nhà mình cũng không có người nào xứng đôi lăng hàn cười ha ha hắn và nữ hoàng cùng nhảy lên long ưng lưng của con thú này rất lớn thậm chí có thể bày ra một cái bản trên đó đi hoàng kim nữ kỵ sĩ quát một tiếng mười đầu long ưng đồng thời cất cánh hóa thành chấm đen bay lên bầu trời Tốc độ Long ưng rất nhanh, hơn nữa bay rất ổn, không có nửa điểm sóc này, Lăng Hàn ôm lấy nữ hoàng, cương phong quét tới, dùng thực lực của hắn hiện tại đương nhiên không đặt trong lòng. chương 1998, đi ngang qua mà thôi thượng. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ không cam lòng, thiếu cung chủ của mình mỗi ngày lầm bẩm thằng khốn này, hắn còn dám ôm nữ nhân khác ngay trước mặt mình, thật sự là, thật sự là xinh đẹp, ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được, nữ hoàng đẹp như tiên nữ, tuyệt đối không dưới thiếu cung chủ nhà mình. Tại sao gia hỏa này may mắn như vậy? Lúc này vài đầu long ưng chỉ đạt tới chạm trần cảnh, nhưng nếu nói đi đường dài lại có hiệu quả rất tốt. Ba ngày bay qua thiên sơn vạn thủy, dựa theo tốc độ này, nửa năm là có thể bay tới bờ biển. Tiên vực quá lớn, nữ hoàng tiến vào hắc tháp, nàng đã là tam trảm đỉnh phong, hy vọng mau chóng đột phá đến tứ trảm, sau đó trùng kích độ cao của đế giả. Ngũ trảm, không thành tựu ngũ trảm căn bản không có khả năng đối kháng với truyền nhân thế lực ngoài tiên vương thất trọng, Lăng Hàn cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Nếu hắn tiến vào hắc tháp còn không biết bị mang tới nơi nào, vẫn thành thành thật thật mới tốt. Trong nháy mắt đã qua ba tháng. Trong lúc này gió êm sóng lặng, không có phát sinh chuyện gì. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ lãnh đạm với Lăng Hàn cũng không muốn nói thêm cái gì, nhưng vẫn nói với Lăng Hàn nàng họ nghiễm, có thể gọi là nghiêm thống lĩnh. Về phần tên gì, nàng chưa nói, Lăng Hàn cũng không hỏi. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm. Địa vực tiên vực khác nhau sẽ có cường giả dùng đại năng lực chế tạo nhật nguyệt cưỡng ép phân chia ngày đêm, nơi này có mặt trời đỏ rực đang huyền phù trên không trung. Nói như ít nhất phải là cường giả thăng nguyên cảnh mới có thể áp em được. Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào mặt trời đỏ, trong đó có hỏa diễm quy tắc cường đại, hỏa diễm thiên thai của hắn cũng dục dịch muốn rút quy tắc bên trong hóa thành lĩnh ngộ của mình. Đương nhiên chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi, trước đừng nói hắn có chịu được lửa giận của cường giả thăng nguyên hay không, hơn nữa hắn muốn luyện hóa quy tắc của người ta dùng cảnh giới của hắn hiện giờ không đủ rút quy tắc trong mặt trời. Cảnh giới tranh lệch quá lớn, cho dù có hỏa diễm tiên thai cũng bị đốt thành cho tàn. Mặt trời này vô cùng lớn, có thể so sánh với một tòa thành trì, trong tiên vực có bao nhiêu thành trì. Đột nhiên cảm thấy đằng xa xa có mây đen kéo tới gần giống như một cơn sóng thần to lớn. Chỉ trong nháy mắt mặt trời nuốt chửng mây đen, lúc này hào quang sáng ngời chấn động, trong nháy mắt tiếp theo có tiếng nổ lớn sinh ra, một cơn sóng nhiệt cực nóng tuôn ra ngoài mặt trời bị đánh nát không tốt gương mặt vạn năm không đổi của quản thống lĩnh nhanh chóng biến sắc thăng nguyên cảnh đại chiến tranh thủ thoát đi không cần nàng nhắc nhở các nữ kỵ sĩ ở đây đều là người thân kinh bách chiến đã bắt đầu chỉ huy long ưng quay sang hướng khác chỉ có lang hàn thiếu kinh nghiệm điều khiển những ngày qua chỉ bay theo chân mọi người mà thôi nhưng long ưng hắn cưỡi không mốc muốn tu luyện đến chảm trần cảnh trí tuệ tự nhiên không thấp nó kêu to sau đó vỗ cánh bay đi nó đuổi theo đồng bạn của mình chỉ là bị động phản ứng cuối cùng không kịp chủ động phối hợp tác chiến, tuy nó chỉ chỉ vỗ cánh muộn 2 giây nhưng Long ưng vỗ cánh có thể bay bao xa. Ít nhất hơn 10 dặm, cho nên đám người quản thống lĩnh đã hóa thành chấm đen. Oanh, phía trước, không, phải nói là phía sau, hai đạo sóng xung kích quét tới, một màu đen như mây đen, màu đỏ như sóng nhiệt, hai bên cuốn vào nhau sinh ra nổ lớn. Hai gợn sóng tiếp cận, tốc độ còn nhanh hơn cả Long ưng, từ xa tới gần. Long ưng mà Lăng Hàn cưới sợ hãi rít lên, rốt sức liều mạng vỗ cánh, đáng tiếc nó vỗ cánh thế nào, làm sao có thể so sánh với thang nguyên cảnh chứ? Xoát, đúng lúc này có một cây roi từ xa đánh tới muốn cuốn lấy long ưng, chính là quản thống lĩnh ra tay, nàng cuốn lấy long ưng và lăng hàn cùng nhau thu qua. Lúc này hai sóng nhiệt từ xa ập tới, lấy xu thế không thể ngăn cản quét tới. Ba ba ba, cây roi của quản thống lĩnh bị đốt thành cho tàn, căn bản không thể địch nổi. Nàng muốn xông vào nhưng nhìn thấy hai cơn sóng nhiệt ập tới, đành phải cắn môi quay đi nàng nghĩ lăng hàn khẳng định không vượt qua nổi cửa ải này cho nên tan thành mây khói những long ưng còn lại đều vỗ cánh bay xa bỏ trốn mất dạng cho dù bọn họ tới từ côn bằng cung là thế lực tiên vương cửu trọng thì như thế nào hiện tại chỉ có thể chạy trốn khỏi chết tại tiên vực thời điểm mấu chốt phải xem thực lực bản thân chứ không phải bối cảnh thời điểm hai cơn sóng xung kích áp tới lăng hàn lập tức bắt lấy long ưng đang kêu gào trực tiếp đánh nó mất đi sau đó mang theo nó vào trong hắc tháp đây chỉ là tiện tay mà thôi, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Oanh, sóng chấn động đáng sợ ập tới, pháp tắc chi lực nghiêng trời lệch đất, cho dù lăng hàn ở trong hắc tháp cũng có thể cảm ứng được, tuy còn chưa đủ dung chuyển hắc tháp nhưng uy thế của nó lại làm lăng hàn sợ hãi. Nếu như hắn ngạnh kháng, cho dù hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng chỉ có thể tan thành mây khói mà thôi. Oanh, lực lượng cuồng bạo bộc phát, pháp tắc hóa thành từng nhánh thiên thương vô tình đâm xuyên qua tất cả, hủy diệt tất cả mọi thứ chúng gặp. Lăng Hàn thầm kêu không may, hắn chọc ai gây ai, hắn chỉ đi đường mà thôi. Nhưng cường giả Thang Nguyên cảnh cũng không cố ý nhắm vào bọn họ, nếu không quản thống lĩnh cũng bị miểu sát. Hẳn là hai gã cường giả Thang Nguyên cảnh đang chiến đấu, bọn họ bất hạnh ở gần mà thôi. Lăng Hàn tiện tay ném Long Ưng qua một bên, sau đó bắt đầu tỉnh lại, dường như gần đây hắn không cố ý làm chuyện xấu, vì cái gì vô duyên vô cớ gặp nạn, chẳng lẽ hắn thật sự là kẻ sáng tạo phiền toái hay sao? Hắn yên lặng chờ đợi hai tên cường giả thăng nguyên cảnh đánh nhau bao lâu chuyện này càng lúc càng hỏng bét bên ngoài hắc tháp quy tắc hóa thành lợi khí không ngừng càn quét chung quanh dễ dàng đánh cường giả tiên phủ cảnh thành cái sàng một trận chiến này kéo dài mấy tháng lăng hàn ở trong hắc tháp nên không thấy rõ chỉ có thể mơ hồ cảm được hai tên cường giả đang giao thủ xin nhờ các người đánh xong nhanh lên ta còn phải chạy đi lăng hàn thở dài buồn bã tuy hắc tháp có nữ hoàng và thiên phượng thần nữ bồi tiếp còn trêu chọc hai đứa trẻ nhưng hắn càng muốn đi gặp hổ nữ, phụ mẫu bọn hắn, ôm con mình. Ách, con mình cũng không biết lớn bao nhiêu, có khả năng có cháu trai cháu cố rồi. chương 1999, đi ngang qua mà thôi hạ. Hồ yêu, người hủy thành cổ dương của ta, còn không bỏ qua sao. Trên bầu trời, một tên nam tử toàn thân bao phủ trong hỏa diễm quát lớn, giọng nói như sấm, hiển nhiên vô cùng tức giận. Trong tay hắn cầm một thanh chiến trùy có hỏa diễm màu tím đang bốc cháy hỏa diễm dễ dàng thiêu chết cường giả ngũ bí. Liễu Lăng Phong, người ngấp nghé nội đan của ta, thừa dịp ta bế tử quan lại đánh lén, suýt nữa hủy đi trăm triệu năm khổ tu của ta, thù hận như thế này, hủy một tòa thành có thể dẹp lửa giận của ta sao? Đối thủ của hắn là một nữ tử quần áo đỏ tươi, gương mặt bị khí tức đại đạo che phủ nên không nhìn thấy rõ ràng. Dáng người của nàng uyển chuyển, có lồi có lõm, mê người tới cực điêm, er. Chính hai người kịch chiến trực tiếp đánh nát mặt trời trên cao, cũng làm lăng hàn trốn trong hắc tháp không ra được. Liễu lăng phong, đó là nam tử cầm chiến trùy, hắn có mái tóc đen dựng đứng và mang theo hỏa diễm thiêu đốt, trên gương mặt uy nghiêm còn mang theo lửa giận. Đúng như nữ tử áo đỏ nói, hắn ngấp nghé nội đan của đối phương, muốn thừa dịp đối phương bế tử quan tiến hành đánh lén, cướp lấy đạo quả của đối thủ, nhưng không ngờ đối phương bố trí tầng tầng cơ quan làm hắn thất bại trong gang tấc. Kết quả nữ tử áo đỏ hủy đi chủ thành của hắn trả thù, một kích hủy diệt mặt trời, chủ thành phía dưới hóa thành hư ảo đương nhiên hắn tức giận, tuy chủ thành này không phải tổ địa của liễu gia nhưng hắn phải hoa phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể kinh doanh được như bây giờ. Nói hủy liền hủy, hắn tức sùi bọt mép, hồ yêu, nhận lấy cái chết, hắn vùng vẩy chiến truy tiến hành oanh kích nữ tử áo đỏ, từng đạo hỏa diễm hóa thành lưu tinh dáng xuống mặt đất, tùy tiện một lưu tinh rơi xuống cũng có thể nện ra một hố sâu cực lớn. Đây chính là cường giả thăng nguyên cảnh, giờ tay nhấc chân cũng có thể hủy thiên diệt địa, cường đại tới mức không thể hình dung nổi. Tiểu nhân vô sỉ Nữ tử áo đỏ tức giận tới mức tận cùng, nàng êm đẹp tu luyện, e ngại ai đến, lại bị đối phương ngấp nghé nội đan, thiếu chút nữa hủy đạo hạnh trăm triệu năm, không giết liễu lăng phong, nàng không nuốt trôi cục tức này. Hai đại cường giả đại chiến, núi cao xung quanh bị san bằng thành bình địa, lưu lại từng cái hố sâu, còn có chỗ biến thành biển lửa. Trận chiến này tiếp tục suốt 4 tháng, hai đại cường giả đều là bị vết thương không nhẹ lúc này mới dừng chiến, sau đó từng người rút đi nhưng ngoạn ân oán này không có khả năng hóa giải lăng hàn cũng bước ra khỏi hắc tháp hắn cười khổ hắn bây giờ cách quản thống lĩnh không biết bao xa bởi vì một khu vực này đã bị san bằng thành bình địa hiện tại biến thành biển lửa chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm hỏa diễm hừng hực cho dù lăng hàn bây giờ có được hỏa diễm tiên thai càng có cửu thiên hỏa tương hộ hắn cũng không dám hoành hành ở nơi này cảnh giới tranh lệch quá lớn hắn đi vào chỉ chịu chết hắn đành phải đi vòng qua nhưng biển lửa lớn bao nhiêu hắn muốn đi đường vòng cũng mất thời gian vài tháng liễu lăng phong ngươi là vương bát đản lăng hàn cắn răng chửi mắng nếu không phải vì gia hỏa này chủ động đoạt nội đan của người ta bằng không tại sao người ta tới trả thù chứ hắn chỉ là người vô tội bị liên lụy tới nếu không thể tụ hợp với quản thống lĩnh vậy hắn phải đi tới tây tiên vượt gặp lại đám hổ nữ mà thôi hiển nhiên là nói sau thống lĩnh đại nhân chúng ta đã tìm hơn nửa năm có phải hay không một bạch ngân nữ kỵ sĩ do dự nói với quản thống lĩnh từ khi tách ra khỏi lăng hàn các nàng vẫn tìm kiếm tung tích của hắn tuy trong lòng các nàng đã sớm có kết luận dưới công kích cuồng bạo như thế lăng hàn khẳng định xong đời nhưng hổ nếu quan tâm lăng hàn cỡ nào đương nhiên các nàng không có khả năng không tìm bởi vậy các nàng vẫn tìm kiếm nhưng các nàng cũng biết lăng hàn nhất định đã chết nhưng không ai nói tới vấn đề này cả quản thống lĩnh trầm mặc một lát lấy một ít tài liệu xây dựng thành trận pháp nhỏ sau đó lấy một khối đá đen như mực đau lòng đặt lên mặt đất lúc này mới bấm pháp quyết sau đó trận pháp sáng lên đó là một tấm gương sau đó một bóng người xuất hiện xinh đẹp không gì sánh được nàng vô cùng có linh tính vừa xuất hiện đã hô lớn có phải tìm được lăng hàn rồi không nhìn bộ dạng hưng phấn của hổ nữ quản thống lĩnh đổ mồ hôi lạnh nàng nói bẩm thiếu cung chủ thuộc hạ đúng là tìm được lăng hàn lăng hàn đâu rồi lăng hàn đây rồi hổ nữ nhìn chung quanh cũng không có chút rụt rè đoan trang của người thừa kế đại giáo tiên vương cửu trọng đều là nam nhân này hải Khá tốt, gia hỏa này đã chết, mặc dù thiếu cung chủ khổ sở nhưng theo thời gian sẽ qua đi. Thiếu cung chủ, trên đường chúng ta quay về gặp cường giả quyết đấu nên bị liên lụy, lăng hàn, lăng hàn. Bất hạnh gặp nạn, quản thống lĩnh cắn môi nói ra, hổ nữ vốn giật mình, sau đó giận tím mặt, giơ tay nói. Nói hưu nói vượn, lăng hàn không chết, nhanh tìm lăng hàn quay về cho ta, bằng không ta ném ngươi cho gấu đen ăn. Trên đầu quản thống lĩnh đổ mồ hôi, người này đã chết, ta làm sao tìm được. Hổ nữ không hết lòng tin, nàng biết rõ hắc tháp tồn tại, hơn nữa sau khi nàng chính thức hiểu chuyện đi tìm hiểu lai lịch của hắc tháp, đoán được một ít dấu vết để lại, quả quyết không tin Lăng Hàn lại chết dễ dàng như thế. Dù sao Lăng Hàn không chết, đi tìm cho ta, không tìm được người thì các ngươi đừng quay lại. Nàng tức giận nói ra, sau đó suy nghĩ một lúc lại nói. Không được, ta muốn tự mình đi tìm, giao cho các ngươi xử lý ta quá lo lắng. Còn có cái gì phá cường giả, cũng tìm ra cho ta, ta muốn đánh bại bọn chúng thiếu cung chủ, không thể. Không chỉ quản thống lĩnh, những bạch ngân nữ kỵ sĩ cũng khuyên nhủ. Thiếu cung chủ du lịch, việc này quan hệ quá lớn, vạn nhất bị đối thủ một mất một còn biết rõ đánh lén trên đường thì sao? Thiếu cung chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem lăng hàn tìm được. Quản thống lĩnh nửa quỵ dưới đất, nàng thề son sắt. Cho dù lăng hàn thật chết thì nàng cũng lưu lạc bên ngoài 10 vạn năm, như vậy tu vi thiếu cung chủ thành công, lúc này mới đi ra ngoài. Hổ nữ tức giận, liên tục lắc đầu, không nên nhiều lời, các ngươi làm việc ta không bất lo, ta muốn tự thân xuất mã. Đám người quản thống lĩnh đổ mồ hôi, nói không bất lo chính là ngươi, vị thiếu cung chủ này chưa từng làm người ta bất lo.